Xin chào các anh chị, đến với chương trình kết nối giao thương phiên thứ 3 của Vevosa ngày hôm nay. Chương trình kết nối giao thương các doanh nghiệp thành viên Vevosa được tổ chức nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, cũng như tạo ra cơ hội hợp tác kinh doanh trong nội bộ Vevosa. Đây cũng là chuỗi chương trình nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Vevosa ngày 14 tháng 1 năm 2012, ngày 14 tháng 1 năm 2022. Chương trình dự kiến được tổ chức vào thời gian từ 20 đến 21 giờ tối thứ tư hoặc thứ năm hàng tuần, online trên Zoom. Mỗi tuần Vevosa sẽ lựa chọn 1 đến 2 doanh nghiệp thành viên để giới thiệu với các doanh nghiệp khác trong Vevosa. Doanh nghiệp được lựa chọn giới thiệu sẽ giới thiệu về doanh nghiệp của mình và sản phẩm dịch vụ của mình với các doanh nghiệp thành viên khác. Trong phiên kết nối ngày hôm nay, thứ tư ngày 12 tháng 1 năm 2022, hai doanh nghiệp sẽ giới thiệu với chúng ta là công ty cổ phần Cyber Lotus và công ty cổ phần phát triển nguồn mở Việt Nam Vinades. Đại diện công ty cổ phần Cyber Lotus là anh Lê Minh Hưng, tổng giám đốc, và chị Ngô Thị Thêu, ban phát triển sản phẩm. Hôm nay thì Cyber Lotus sẽ giới thiệu với Vosa về CyberSign, hệ thống ký số văn bản và hợp đồng điện tử. Và đại diện công ty cổ phần phát triển nguồn mở Việt Nam là anh Phạm Đức Tiến, giám đốc dự án của hệ sinh thái đấu thầu và là CMO của công ty cổ phần phát triển nguồn mở Việt Nam, sẽ giới thiệu với các thành viên Vevosa về mạng đấu thầu tư nhân đấu thầu.net. Trước khi mà bắt đầu phần trình bày của hai doanh nghiệp thì xin mời anh Lê Minh Hưng có đôi lời giới thiệu về bản thân cũng như là anh kỳ vọng, anh cho biết là anh sẽ có kỳ vọng gì trong cái phiên giao kết nối giao thương với các doanh nghiệp thành viên Vevosa ngày hôm nay không ạ? Vâng, xin chào các anh chị em, các công ty thành viên của Vifosa. Vâng, thì em là Hưng, rất là vinh hạnh được cái thời gian sắp xếp của Vifosa để xuất hiện trong cái buổi kết nối giao thương ngày hôm nay, để đại diện cho Cyber Lotus cũng có một số cái cảm nghĩ, rất là cảm ơn bên Vinades cũng như là chỗ cá nhân anh Hùng cũng mời Cyber Lotus tham gia cái sự kiện này. Thì với Vihosa thì Cyber cũng là một đơn vị tham gia cũng cũng gần đây thôi, cũng không phải là lâu năm lắm, nhưng mà cũng cũng rất là mong muốn có những cái đóng góp với cái hoạt động của Vihosa, với tư cách cá nhân cũng như là với tư cách là công ty. Cũng đấy là một cái vừa là để làm sao mà các hoạt động của mình nó ngày càng phong phú, nhiều hoạt động để có cái sự giao thương kết nối lẫn nhau giữa các doanh nghiệp trong Vivosa, cũng như là cái tạo cái sức mạnh chung để các doanh nghiệp trong Vivosa có thể phát huy và đẩy mạnh được cái việc mà truyền thông quảng bá cái sản phẩm của các doanh nghiệp ra bên ngoài thị trường với các cái doanh nghiệp trong nước Việt Nam, và doanh nghiệp nào mà vươn lên tầm quốc tế thì tốt quá. Và thì cũng xin cũng cái buổi hôm nay thì đầu tiên là có những ai chưa biết, cũng chưa cơ hội ra là cũng tham gia Vivosa thì gần gần đây thì lại đúng vào cái dịp mà Covid thì cũng chưa có những cái buổi offline, thì anh em chưa biết nhau, thì đây là một cái buổi mà có thể là để giới thiệu bản thân, thì và cũng là cái cơ hội để mọi người gọi là biết mặt rồi biết tên. Và nếu mà có những cái dịp mà anh em offline được thì để nâng ly chúc mừng nhau thì gặp nhau sau vậy. Tôi hy vọng là qua Tết âm lịch, nếu mà dịch giã nó ổn, Hùng lên đây đi rồi anh em offline anh em tụ tập một buổi. Đó. Dạ vâng, cảm ơn anh Hưng. Chị Ngô Thị Thêu là người phụ nữ duy nhất ngày hôm nay. Chị có thể giới thiệu đôi lời về bản thân cũng như là chị có mong muốn chia sẻ và mong muốn kết nối gì, mong muốn có kết quả gì ngay sau buổi ngày hôm nay không ạ? Mời chị Thêu. Vâng ạ, em xin cảm ơn lời giới thiệu của anh Hùng và em thấy là hơi áp lực với lời giới thiệu của anh Hùng ạ. Thực ra là hình như không phải một mình em là nữ, vẫn có chị Hồ Thị Linh là nữ đúng không ạ? Dạ vâng, nhưng mà Chị trong số Yến. diễn giả thì ba phiên vừa rồi thì À. tôi là người phụ nữ đầu tiên mà tham gia dưới tư cách diễn Ồ. giả. Thế thì lại càng áp lực cho em ạ. Vâng, thì lời đầu tiên thì em cũng xin cảm ơn anh Hùng và Vinades đã mở ra cái buổi online meeting ngày hôm nay để cho em có cơ hội được gặp gỡ, giao lưu với các anh chị. Đầu tiên thì em gửi lời chào đến tất cả các anh chị trong Vifosa. Em xin tự giới thiệu thì em là Theo,
hiện đang làm việc tại ban phát triển sản phẩm của công ty cổ phần Cyber Lotus. Hôm nay thì em rất là vinh dự được có mặt trong chương trình giao lưu doanh nghiệp Vifosa online nhân cái kỷ niệm là sinh nhật Vifosa lần thứ 10, đúng không ạ? Cũng như là có cơ hội được đại diện cho Cyber Lotus được giới thiệu đến các anh chị trong câu lạc bộ một cái sản phẩm tương đối mới trong hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ của Cyber Lotus, đó là phần mềm ký số văn bản và hợp đồng điện tử CyberSign. Kỳ vọng của em, theo để trả lời câu hỏi của anh Hùng về cái kỳ vọng của em sau cái buổi giao lưu online ngày hôm nay á, thì em cũng không kỳ vọng nhiều quá mà em cảm thấy chỉ cảm thấy biết ơn thôi. Bởi vì em có cơ hội được giao lưu với các anh chị ở đây thì có lẽ em là người nhỏ tuổi nhất, đúng không ạ? Có lẽ là như thế. Bởi vì từ nãy đến giờ giao lưu với một số anh chị thì thấy là mọi người đều là những người rất là có tầm rồi ạ. Và em thì là người mới nên là cũng hy vọng là sau buổi hôm nay mà em có ra đường gặp các anh, được vinh dự gặp các anh chị ở ngoài đời thật, thì mong các anh chị có cơ hội được nói chuyện và được các anh chị giúp đỡ em. Đó là kỳ vọng lớn nhất của em sau cái chương trình ngày hôm nay. Anh Hùng ạ. Ok, cảm ơn Theo. Có một chút đính chính là tại vì chắc là tại vì anh đội nhiều mũ và nhiều vai quá, cho nên là mọi người rất là dễ bị nhầm. Thực ra đây là một chương trình kết nối giao thương này là chương trình do Vifosa tổ chức. Và hôm nay là anh đội mũ là dưới vai trò là phó chủ tịch của Vifosa và là người host chương trình là. Ok, cảm ơn Theo đã dành rất là nhiều lời khen và lời động viên. Và cũng hy vọng là Vifosa sẽ được anh Hưng cho em Theo đi giao lưu nhiều hơn, gặp gỡ các anh chị ở Vifosa nhiều hơn. Cảm ơn anh Hưng, cảm ơn em Theo. Mà tiếp theo xin mời bạn Tiến, đại diện Vinades, hôm nay có đôi lời phát biểu trước khi mà chúng ta vào cái phần chính thức giới thiệu từng sản phẩm dịch vụ của từng công ty ạ. Mời bạn Tiến. À, vâng ạ, em xin chào các anh chị. Em là Tiến, hiện tại em đang làm CMO của Vinades. Và trước đây thì em cũng có gặp một số anh chị trong Vifosa thông qua là vai trò là trợ lý của anh Hùng rồi. Thì không biết là các anh có nhớ em không? Nếu mà không nhớ thì hy vọng là sau buổi hôm nay sẽ nhớ đến em hơn. Thì hiện tại em đang làm CMO và sẽ phụ trách cái dự án về dự án hệ sinh thái đấu thầu, là một cái dự án sẽ là định hướng trong tương lai của Vinades, sẽ tập trung vào nó để phát triển nhiều hơn. Thì em kỳ vọng là, kỳ vọng của em thì sau buổi hôm nay thì các doanh nghiệp của hội viên của Vifosa thì sẽ biết đến hệ sinh thái đấu thầu này và hiểu được cái tầm quan trọng của nó, và kỳ vọng thiết thực nhất là em sẽ có cơ hội được tặng quà cho mọi người, tặng quà cho các hội viên của Vifosa để cái món quà thiết thực liên quan đến cái dự án của bên em. Cụ thể món quà như nào thì ở trong phần trình bày của em thì em sẽ thông báo sau ạ. Rồi, cảm ơn Tiến. Và để bắt đầu cái phần đầu tiên thì xin mời anh Hưng và em Theo chúng ta bắt đầu cái phần giới thiệu về Cyber Lotus cũng như là phần mềm CyberSign. Xin mời anh Hưng ạ. Cảm ơn Hùng. Để anh share slide giới thiệu về Cyber Lotus. Vâng, anh chị em đã nhìn thấy slide nhỉ? Dạ vâng, nhìn thấy rồi anh ạ. Vâng. Thì cũng nhanh gọn thôi, cũng chỉ xin chương trình một vài phút trên một slide này giới thiệu hiệu tóm tắt về Cyber Lotus và cái hệ sinh thái các sản phẩm phần mềm và dịch vụ mà Cyber Lotus đang cung cấp. Thì cũng không tuổi đời của Cyber Lotus cũng không phải là dài nếu mà nói về một công ty phần mềm ở Việt Nam, và cũng chỉ hơn tuổi đời của Vifosa, câu lạc bộ mình chỉ một chút thôi, thành lập vào tháng 3 năm 2011. Và đến nay thì đã sau một thời gian phát triển đầu tiên khoảng 8 năm, tập trung vào những cái dự án về chữ ký số, những cái hệ thống core CA, thì đến 2018 thì thực chất thì bắt đầu mới đầu tư mạnh vào mảng phần mềm, thì bắt đầu có những cái giấy phép liên quan đến dịch vụ công và giao dịch điện tử. 2019 là có giấy phép T-VAN về thuế điện tử. 2020 thì có giấy phép I-VAN về bảo hiểm số điện tử, và 2021 gần đây nhất
là có giấy phép về Tevan, về hóa đơn điện tử. Đó, và tương ứng với đó là những cái phần mềm ở cái mảng đầu tiên ở bên trái mọi người có thể nhìn thấy là có CyberTax này là thuế điện tử này, CyberCare là bảo hiểm xã hội điện tử và CyberBill là hóa đơn điện tử. Thì còn các BillGate ấy thì là một trong 20 đơn vị đầu tiên được Tổng cục Thuế ký hợp đồng để cung cấp dịch vụ trung gian chuyển nhận dữ liệu hóa đơn điện tử có kết nối trực tiếp với Tổng cục Thuế. Đó thì đấy là cái mảng mảng mà core của CyberLotus gọi là CyberGov. Và cũng trong thời gian tới thì CyberLotus cũng sẽ vẫn đầu tư mạnh và nghiêm túc vào trong cái mảng dịch vụ công trực tuyến này để hoàn thiện hơn nữa cái hệ sinh thái các dịch vụ giao dịch điện tử cho doanh nghiệp. Không loại trừ những cái sản phẩm như hải quan điện tử hoặc là những cái dịch vụ mà đang được chính phủ khuyến khích trong cái dự luật mới về giao dịch điện tử thay thế cho cái luật 51. Đó. Thế thì cái mảng thứ hai của CyberLotus là mảng CyberOffice, thì chính là cái sản phẩm CyberSign mà hôm nay lát nữa em Theo sẽ giới thiệu là về phần mềm quản lý và ký số văn bản hợp đồng điện tử. Đó, thì CyberLotus còn có một cái phần mềm CyberZoom. Thì cái này cũng là cái phần mềm nhỏ nhỏ thôi, công ty đang ứng dụng cho một số công ty thành viên trong group, là cái phần mềm quản lý về phòng và đặt phòng họp. Đó. Cái mảng thứ ba là CyberBiz, là những phần mềm quản trị doanh nghiệp. Thì có CyberBook cũng đang test alpha và go live để cho một tập khách hàng giới hạn, cũng chuẩn bị ra mắt thị trường chính thức trong thời gian tới, cũng kỳ vọng có thể là trong tuần này hoặc tuần sau. Đó, và có Cyber ERP dựa trên cái nền tảng mã nguồn mở, thì CyberLotus cũng đang phát triển và cung cấp một số modules, ví dụ như là quản lý nhân sự, rồi phần tài chính kế toán, và đang bổ sung dần những cái modules cho phần Cyber ERP. Và cái phần dịch vụ dùng chung để kết nối các cái và cung cấp dịch vụ nền tảng cho các cái hệ thống phần mềm, ba hệ thống phần mềm kia, thì có ở giữa có chính là CyberHSL, là phần dịch vụ ký số trực tuyến để phục vụ cho các phần ký giao dịch điện tử. CyberSign cũng là một phần mềm mà đang tích hợp với CyberHSL để ký văn bản hợp đồng điện tử. CyberID là hệ thống định danh và xác định tử của CyberLotus, cũng đang phát triển và cũng phục vụ cho các cái phần mềm của CyberLotus hiện tại thì giới hạn như thế để phục vụ cho single sign-on. Thế thì tóm lược lại thì đây là cái một số cái nét chính về CyberLotus. Ngoài ra thì CyberLotus có một số cái mảng về kinh doanh các cái sản phẩm giải pháp của các cái hãng của nước ngoài, thì nó cũng chỉ là cái phần bổ sung thôi, cũng không phải là cái core value của CyberLotus, nên là không trình bày trong và giới thiệu cái ngày hôm nay. Tiếp nối đây thì xin mời em Theo ở bên ban phát triển sản phẩm sẽ giới thiệu với các anh chị về cái phần mềm ký số văn bản hợp đồng điện tử CyberSign. Vâng, rất là cảm ơn. Cảm ơn anh hơn, mời em Theo. Slide nhá. Ok, mời Theo share đi em. Dạ vâng ạ. Các anh chị nhìn thấy slide của em chưa ạ? Em share full screen nhé. Dạ. Thì sau đây thì em xin phép được đại diện cho CyberLotus. Cũng cảm ơn lời giới thiệu của anh Hưng. Thì sau đây em sẽ đại diện cho ban phát triển sản phẩm của CyberLotus giới thiệu đến các anh chị doanh nghiệp là thành viên trong Pivosa về cái phần mềm ký số văn bản và hợp đồng điện tử CyberSign. Đây là một sản phẩm tương đối mới được CyberLotus đưa ra mắt thị trường và cung cấp đến người dùng vào tháng 9 năm 2021. Đó, thì cũng mới được có mấy tháng thôi anh Hưng nhỉ? Rồi. Hôm nay thì nhân cái dịp kỷ niệm sinh nhật thứ 10 của Vifosa thì cũng rất may mắn cho em được có cơ hội ở đây để giới thiệu đến các anh chị về phần mềm ký số văn bản của hợp đồng điện tử CyberSign. Sau đây thì em xin phép được bắt đầu phần trình bày của mình, giới thiệu của mình. Về phần mềm ký số văn bản điện tử CyberSign thì CyberLotus nghiên cứu từ năm 2020
Đó, và sau một thời, và nó xuất phát từ cái nhu cầu từ từ cái việc mà Sabalotos xác định cái nhu cầu quản lý và ký số chứng từ của doanh nghiệp. Thì ngoài việc cung cấp mà thì trước đó thì Sabalotos đã cung cấp một số những cái dịch vụ công điện tử, ví dụ như là thuế, bảo hiểm, hải quan hay hóa đơn. Thì doanh nghiệp trong cái vận hành hoạt động kinh doanh hàng ngày thì có rất nhiều cái nhu cầu quản lý và ký số những cái chứng từ khác nhau, như là những cái thông báo, quyết định nội bộ, rồi thì những cái văn bản tài liệu ISO chẳng hạn, hay là công văn, rồi thì những cái báo giá, hồ sơ, đề nghị thanh toán, tuyển dụng, đào tạo, vân vân. Và đặc biệt là đối với những doanh nghiệp mà thương mại thì mình có rất nhiều những cái loại hợp đồng đầu ra và đầu vào cần quản lý và ký số. Đó. Thì trước đây là mình cứ phải in ra, mình ký, đóng dấu, đúng không ạ? Thì sẽ mất rất nhiều thời gian, công sức cũng như là tiền bạc nữa. Bởi vì mọi người cũng biết là cái việc mà in ấn giấy tờ, tài liệu rồi thì chuyển phát ấy, nó cũng tốn rất là nhiều chi phí của doanh nghiệp. Thì việc xác định được cái nhu cầu và những cái nỗi đau đó của doanh nghiệp thì Sabalotos đã nghiên cứu và cho ra mắt cái CyberSign này. Về hạ tầng pháp lý của văn bản hợp đồng điện tử thì chắc là các anh chị ở đây cũng có thể là đã biết đến, đó là một số CyberSign thì được xây dựng dựa trên cái hạ tầng pháp lý từ một số những cái văn bản luật, ví dụ như là luật giao dịch điện tử số 51 năm 2005, rồi thì nghị định 30 về công tác văn thư, nghị định 130 năm 2018 về luật giao dịch điện tử và chữ ký số, chứng thực dịch vụ chứng thực chữ ký số. Rồi thì áp dụng điện tử, hợp đồng điện tử trong giao dịch thương mại thì mình có luật thương mại năm 2005, đúng không ạ? Rồi thì áp dụng hợp đồng điện tử trong hợp đồng lao động thì mình có bộ luật lao động năm 2019. Và đối với hợp đồng điện tử trong giao dịch dân sự thì mình có bộ luật dân sự năm 2015. Đó là một số những cái hạ tầng pháp lý của văn bản hợp đồng điện tử. Ngoài ra thì nó còn khá là nhiều những cái thông tư, nghị định nữa hướng dẫn triển khai về cái chứng từ điện tử. Nhưng mà em xin phép là không liệt kê hết ở đây. Vậy thì CyberSign giúp ích gì cho doanh nghiệp? Đối với cả sản phẩm CyberSign thì như em vừa có nêu ở trên là sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được cái thời gian và chi phí rất là nhiều trong công tác in ấn, lưu trữ, phát hành và phân phối tài liệu hợp đồng điện tử. Về trình ký và ký duyệt thì với CyberSign thì cho phép người dùng là có thể trình ký và ký duyệt văn bản tài liệu hợp đồng bất cứ lúc nào và bất kỳ đâu, với việc là có hỗ trợ ứng dụng chữ ký số HCM như anh Hưng có giới thiệu ở phần trên. Rồi cái hợp đồng CyberSign thì cái phần mềm CyberSign cũng sẽ mang lại cho doanh nghiệp những cái trải nghiệm mới mẻ trong việc quản lý các chứng từ của doanh nghiệp, mình số hóa văn phòng. Và lúc nãy anh Hưng có nhắc đến một cái thuật ngữ đó là văn phòng không giấy, đúng không ạ? Đó thì là nó sẽ mang lại cho doanh nghiệp những cái trải nghiệm mới mẻ về việc trình ký và ký duyệt văn bản cũng như là quản lý tài liệu. Vậy thì cái CyberSign mang lại những cái lợi ích này cho doanh nghiệp bằng cách nào? Đó là với phần mềm CyberSign thì doanh nghiệp có thể trình ký và phê duyệt văn bản điện tử chỉ trong 3 bước thôi. Đó là bước trình ký, bước duyệt và ký và bước phân phối. Đúng như bình thường chúng ta làm ở ngoài, nhưng mà thay vì chúng ta in ấn ra, chúng ta ký, đóng dấu, cột vào đó, chúng ta gửi đi, thì bây giờ chúng ta làm tất cả trên CyberSign. Đối với công tác trình ký thì mình có thể tải file từ máy tính lên này, hoặc là mình có thể tạo văn bản trình ký từ mẫu biểu tạo trước, rồi thì mình thiết lập quy trình để ký cái văn bản đấy như thế nào, qua các bước như thế nào. Rồi bước tiếp theo đó là duyệt và ký. Thì ở bước này thì người ký thì chỉ cần chọn loại chữ ký số là token hay là HCM, rồi thì chọn mẫu chữ ký và mình ký thôi. Bước thứ ba là sau khi ký xong thì cái văn bản này sẽ được lưu truyền, lưu như thế nào, rồi thì gửi đến những ai, thì trên CyberSign cho phép mình thực hiện những cái thao tác đó. Đó là cái lợi ích cái tiện ích thứ nhất, tính năng thứ nhất. Thứ hai nữa là ở trên CyberSign thì mình ký số văn bản, trình ký và ký số văn bản theo những cái quy trình rất là linh hoạt, mà không giới hạn về số bước hay là không giới hạn về phương thức ký, là ký điện tử hay là ký số. Rồi thì có thể chọn người ký duyệt theo tài khoản hay là theo chức danh hay là người quản lý trực tiếp chẳng hạn. Thì cái việc này hoàn toàn rất là linh hoạt ở trên CyberSign. Rồi sau khi mình thiết lập quy trình thì mình có thể trình ký tài liệu theo quy trình. Mình hoàn toàn có thể trình ký rất là nhiều văn bản cùng một lúc và cho phép đính kèm tài liệu tham chiếu. Lát nữa em sẽ lấy một cái ví dụ để mọi người hiểu rõ hơn về cái tính năng này. Rồi trên CyberSign thì cho phép doanh nghiệp có thể ký nhiều chữ ký điện tử, chữ ký số trên cùng một file văn bản. Rồi mình có thể linh hoạt chọn xem là mình ký ở trang nào, mình ký ở vị trí nào,
Đúng ạ. Đó, đó là một cái tính năng nữa. Và cái tính năng tiếp theo, à đây, để mà minh họa luôn cho cái tính năng mà em vừa nói, thì em có lấy ví dụ ra đây một cái quy trình gọi là quy trình phê duyệt đề nghị mua hàng đi. Ở CyberLotus thì thường xuyên phát sinh những cái nhu cầu về mua sắm trang thiết bị hay là mua sắm văn phòng phẩm chẳng hạn, ví dụ vậy, thì sẽ qua rất là nhiều bước ký làm đề nghị mua sắm này, xong rồi thì trưởng phòng duyệt, rồi thì giám đốc duyệt, rồi thì đến kế toán duyệt, rồi mình mới có thể đưa cái đơn đó để đi mua hàng. Thì cái việc này nhiều bước như vậy, nhưng trên CyberSide mình thực hiện rất là nhanh chóng và linh hoạt. Mình thiết lập quy trình rất là đơn giản, và sau đó những cái người mà sử dụng quy trình đó để trình ký cái đề nghị mua sắm thì chỉ mất tầm từ 5 đến 10 phút để có thể hoàn thiện cái đơn mua hàng đấy, mà không phải chờ sếp, hôm nay sếp không ở văn phòng nên sếp không ký được, hoặc là phải mất công in ra máy in học chẳng hạn, ví dụ thế, đúng không ạ? Đó, thì ở trên CyberSide mình có thể làm trong vòng 5 đến 10 phút là mình đã xong rồi. Và mình hoàn toàn dễ dàng theo dõi cái tiến trình và kiểm tra cái văn bản đã ký, xem là cái văn bản mình trình là nó đang dừng lại ở bước nào rồi, và nó còn phải có bước nào nữa nó mới hoàn thành, hoặc là hoàn thành xong rồi thì trông nó như thế nào. Thì mình có thể hoàn toàn theo dõi tiến trình và kiểm tra văn bản đã ký. Đấy, những cái tính năng em vừa nói trên thì các anh chị có thể hiểu là nó dành cho những cái văn bản thiên về nội bộ chẳng hạn. Còn có một cái tính năng đặc biệt mà em muốn giới thiệu đến các anh chị, đó là tính năng ký hợp đồng điện tử trên CyberSide. Tức là hàng ngày, đặc biệt là những công ty dịch vụ và thương mại, thì mình phát sinh rất là nhiều hợp đồng mua bán với cả khách hàng và đối tác. Rồi thì những ví dụ như là có những cái đại lý đối tác mà hợp tác kinh doanh chẳng hạn, thì mình cũng phải ký hợp đồng, đúng không ạ? Thế thì mình ký hợp đồng trên CyberSide như thế nào? Đối với CyberSide thì mình dễ dàng chính ký và duyệt hợp đồng rất là nhanh chóng và dễ dàng. Chỉ với 3 bước thôi. Đó là mình điền thông tin hợp đồng, mình thêm thông tin đối tác, mình chọn vị trí ký và mình chỉnh ký. Như vậy là đã xong cái quy trình ký rồi ạ. Và cái việc mà mình thêm mới hợp đồng và chỉnh ký ở trên này thì mình hoàn toàn có thể linh hoạt là bên mình ký trước, bên đối tác ký sau, hay là hai bên cùng ký đồng thời mà không ảnh hưởng gì đến nhau. Thì đấy là hoàn toàn có thể linh hoạt lựa chọn theo mong muốn của doanh nghiệp ở trên CyberSide. Và ở trên CyberSide thì anh chị có thể ký hợp đồng bất kể phương tiện và thời điểm. Các anh chị có thể ký trên desktop, ký trên laptop, ký trên điện thoại di động, ký trên máy tính bảng, tablet, v.v. Đó, thì cái này nó không giới hạn phương tiện, vậy nên là anh chị có thể ký bất kỳ thời điểm nào. Thậm chí nói vui là ví dụ như mình có đang đi ngoài đường, hay là anh chị nào đó đang cho con ăn nhưng mà cần có cái hợp đồng cần ký gấp, thì mình vẫn có thể mở điện thoại ra mình ký ngay. Chỉ mất đâu đó là 1 đến 5 phút thôi là mình ấn ký duyệt là đã xong rồi. Nhưng mà có một cái lưu ý nhỏ, đó là đối với các anh chị mà muốn dùng ký trên điện thoại hay là máy tính bảng thì mình phải có chữ ký số HSM, đó, chữ ký số token, như các anh chị có thể là các anh chị biết rồi, là chỉ cắm vào máy tính được thôi. Còn HSM thì không phân biệt phương tiện nào hết. Đó, đó chính là cái em vừa nói đấy. Đó là CyberSide thì hỗ trợ đa dạng phương thức ký, vậy nên mình có thể ký bất kỳ nơi đâu. Đa dạng phương thức ký ở đây là gì? Mình có thể lựa chọn hình thức ký là ký số hay là ký điện tử. Rồi thì có thể lựa chọn loại chữ ký số là chữ ký số tổ chức hay là chữ ký số cá nhân. Rồi thì mình ký bằng hình thức là HSM hay là token. Thì hoàn toàn mình có thể cấu hình và lựa chọn trong lúc mà mình chỉnh ký và ký duyệt. Có một tính năng nữa, đó là bình thường khi các anh chị lưu trữ tài liệu văn bản, ví dụ là văn bản giấy tờ đi, thì mình phải có một kho, một cái tủ gì đó rồi mình xếp và mình chia ô, chia ngăn, đúng không ạ? Thế thì bây giờ mình số hóa văn phòng, mình không dùng giấy tờ nữa, mình chuyển lên môi trường internet, mình chuyển lên máy tính. Vậy thì em thấy có một số anh chị sẽ lưu trữ trong My Computer, cũng chia ổ ra xong mình lưu trữ trong phần ổ cứng máy tính. Rồi thì mình lưu online thì mình có Word Drive hay là Dropbox hay là OneDrive, đúng không ạ? Đúng không ạ? Thì đấy là những cái kho lưu trữ riêng của anh chị. Thì trên CyberSide mình cũng có riêng kho lưu trữ của mình. Những cái văn bản, tài liệu, giấy tờ, hợp đồng mình hoàn toàn có thể lưu trữ ở trên CyberSide. Và quản lý tài liệu thì rất là thuận tiện. Anh chị hoàn toàn có thể quản lý tủ tài liệu theo mong muốn cá nhân và nhu cầu sử dụng của mình hay của doanh nghiệp. Và mình có thể tải lên hay là tạo mới mẫu tài liệu tùy ý luôn, không bị giới hạn ạ. Ngoài ra thì mình có thể chia sẻ dễ dàng những cái tài liệu này với cả đối tác, khách hàng.
cùng sử dụng server side hoặc là nằm ngoài hệ thống của mình mà mình muốn họ nhận được cái văn bản giấy tờ đó, thì mình hoàn toàn có thể gửi cái tài liệu đó đi trên chính server side mà không cần dùng đến hệ thống email. Đó. Bình thường là các anh chị sẽ đính kèm cái văn bản đó trong email và gửi đến khách hàng đối tác đúng không ạ? Thì ở trên server side hỗ trợ các anh chị là gửi luôn từ phần mềm đi mà không cần đăng nhập tới email. Đó là một cái tiện ích ạ. Thì nói về server side thì còn khá là nhiều những cái tính năng khác nữa. Nhưng mà em xin phép trong cái buổi ngày hôm nay thì em được giới thiệu đến các anh chị những cái tính năng nổi bật nhất của server side. Đó là những cái nội dung mà em vừa trình bày. Thì phần trình bày của em xin phép là cũng rất là ngắn gọn như thế thôi. Và sau đây thì em rất là hoan nghênh và rất là đón nhận những cái ý kiến đánh giá cũng như là cái những câu hỏi về sản phẩm của các anh chị, nếu như có thể góp ý hoặc là có thể đưa câu hỏi để em có cơ hội được tương tác trực tiếp với các anh chị và cung cấp cho các anh chị thêm những thông tin về phần mềm CyberSide. Và một lần nữa thì em cảm ơn các anh chị đã lắng nghe những cái phần nội dung giới thiệu của em về phần mềm. Cảm ơn các anh chị ạ. Cảm ơn anh Hưng, cảm ơn chị Theo. Vâng, không biết là có anh chị nào đã muốn đặt câu hỏi cho Cyber Lotus về phần mềm CyberSide chưa ạ? Ngày hôm nay thì tôi được CyberSide và đấu thầu.net giới thiệu rằng là sẽ có một cơn mưa quà tặng cho các thành viên Vivosa. Cho nên là cũng rất hy vọng là các thành viên Vivosa sẽ hưởng ứng nhiệt tình và có bất cứ cái cơ hội nào các anh chị có thể kết nối giao thương được với nhau, có thể trở thành đại lý đối tác của nhau, có thể trở thành khách hàng của nhau, thì chúng ta cứ đặt câu hỏi. Vâng, để cho cái phần giới thiệu không phải chờ đợi lâu và để cho mọi người có cơ hội suy nghĩ thêm các cái câu hỏi và kịp gửi đến ban tổ chức, thì cái phần câu hỏi có lẽ chúng ta sẽ để đến cuối chương trình để tất cả các diễn giả sẽ cùng giải đáp tất cả câu hỏi của các anh chị. Và phần tiếp theo thì tôi xin mời anh Phạm Đức Tiến, đại diện công ty cổ phần phát triển nguồn mở Việt Nam, chia sẻ về phần mềm cái sàn đấu thầu dành cho tư nhân đấu thầu.net. Vâng, xin mời anh Phạm Đức Tiến ạ. Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh. Để em chia sẻ màn hình. Không biết các anh chị đã nhìn thấy màn hình của em chưa ạ? Ok rồi em. Dạ vâng. Em xin em có 20 phút mình có thể bắt đầu, mời Tiến. Dạ vâng, em xin phép được bắt đầu. Thì em đã giới thiệu cá nhân ở phần đầu tiên rồi. Thì hôm nay thì em đem đến đây là dự án hệ sinh thái đấu thầu. Thì đây là một cái dự án mà họ có thể gọi là một cái nền tảng kết nối giao thương B2B theo mô hình đấu thầu lần đầu tiên ở Việt Nam. Vâng, em sẽ tiếp tục, vừa rồi máy nó hơi đơ một chút. Hệ sinh thái đấu thầu của bên em thì sẽ gồm nhiều phần mềm liên kết với nhau để hỗ trợ cho các doanh nghiệp theo nhu cầu sử dụng. Và nổi bật ở trong hệ sinh thái là phần mềm phân tích thông tin thầu đấu thầu.info, thì chắc là nhiều anh chị cũng đã biết. Ngoài ra còn có thêm hạt nhân của nó, đó là mạng đấu thầu dành cho tư nhân, đấu thầu.net, và một phần mềm hỗ trợ khác về đấu giá, đó là đấu giá.net, phần mềm săn tài sản đấu giá. Thì đầu tiên thì với phần mềm đấu thầu.info thì nó sẽ giải quyết toàn bộ những hạn chế về mặt công nghệ của hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Với hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thì các nhà thầu sẽ phải dùng trình duyệt Internet Explorer, đến bây giờ vẫn phải dùng, do vậy là sẽ phải dùng hệ điều hành Windows để truy cập, bảo mật rất là kém và không thể sử dụng smartphone hay máy tính bảng để xem. Và thay vào đó thì mọi người sử dụng đấu thầu.info sẽ giải quyết được hết những cái vấn đề trên. Hiện tại thì đấu thầu.info đã có gần 40.000 nhà thầu sử dụng và được coi là một công cụ chuyển đổi số trong lĩnh vực đấu thầu, sẽ giúp cho các doanh nghiệp thay thế nhân viên chuyên đọc thông báo mời thầu thủ công. Một phần mềm hỗ trợ thứ hai cho các doanh nghiệp đó là phần mềm săn tài sản đấu giá, đấu giá.net. Thì đây cũng là phần mềm săn tài sản đấu giá đầu tiên ở Việt Nam và nó sẽ giúp cho chúng ta là tìm kiếm các tài sản đấu giá trên cả nước theo tên tài sản, theo người có tài sản hoặc là theo một địa chỉ bất kỳ. Những cái tài sản đấu giá tìm được thì sẽ được gửi qua email cho chúng ta hàng ngày.
và hạt nhân của hệ sinh thái và cũng là cái hệ thống phần mềm mà em sẽ nói đến chính hôm nay, đó chính là mạng đấu thầu dành cho tư nhân, đấu thầu.net. Thì mô hình hoạt động của hệ sinh thái đấu thầu nó sẽ xoay quanh những cái giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp kết nối giao dịch và mua bán doanh nghiệp theo cái mô hình đấu thầu. Toàn bộ hệ sinh thái thì sẽ được kết nối với nhau theo cái cơ chế đăng nhập một lần, và mỗi nhân sự trong một doanh nghiệp sẽ được cấp một tài khoản và được phân quyền để sử dụng các chức năng khác nhau ở trên hệ sinh thái để phục vụ cho cái việc mua sắm hoặc là việc bán hàng, ở việc nói chung là việc kết nối các doanh nghiệp với nhau, kết nối giao dịch, kết nối kinh doanh. Ở đây là một ví dụ về cái quy trình mua sắm ở trên đấu thầu.net. Thì quy trình ở đây rất là đơn giản, chỉ với 4 bước, các doanh nghiệp có thể dễ dàng kết nối để làm việc với nhau. Ví dụ khi mà một doanh nghiệp có nhu cầu mua sắm gì đó thì sẽ đăng tải, ở bước 1 là sẽ đăng tải cái thông báo mời thầu hoặc là đăng tải cái thông báo chào hàng rút gọn. Đến bước 2 thì bên bán, tức là các nhà cung ứng sẽ nhận được thông tin này thông qua phần mềm và sẽ tiến hành chuẩn bị hồ sơ dự thầu để chuẩn bị chào giá và nộp thầu. Sau đó thì bên mua sẽ tiến hành đánh giá những cái hồ sơ dự thầu của các nhà cung ứng đã gửi lên, và cuối cùng thì sau khi lựa chọn được nhà cung ứng phù hợp thì hai bên sẽ tiến hành ký hợp đồng và làm việc với nhau. Cả 4 bước trong quy trình này thì đều thực hiện trơn tru ở trên hệ thống của đấu thầu.net. Ở đấu thầu.net thì là một hệ thống mà khá là toàn diện với đầy đủ các tính năng để giúp cho các doanh nghiệp có thể kết nối giao thương. Một trong những tính năng đó là các doanh nghiệp sẽ có thể đăng tải và quản lý cái team mua sắm của mình thông qua hình thức là đăng tải thông báo mời thầu đầy đủ hoặc thông báo mời thầu rút gọn, chào hàng cạnh tranh. Sau đó thì các doanh nghiệp cũng có thể, chính các doanh nghiệp đó cũng có thể là tham gia nộp thầu vào các cái team mua sắm hoặc là các cái gói thầu của những doanh nghiệp khác họ mời. Tức là bản thân mỗi doanh nghiệp của chúng ta khi tham gia vào hệ thống này thì có thể vừa là bên mua và vừa là bên bán, bất kể khi nào mình có nhu cầu, rất là tiện lợi trong cái việc tìm kiếm khách hàng hoặc là tìm kiếm các nhà cung ứng để phục vụ cái nhu cầu mua sắm của mình. Ở trên hệ thống đấu thầu.net thì ngoài cái việc là giúp cho các nhà thầu, các doanh nghiệp có thể đăng tải tin mua sắm hoặc là giúp cho các nhà cung ứng tìm các cái gói thầu phù hợp với mình, thì nó còn có một cái danh bạ doanh nghiệp có sẵn với hơn 1,3 triệu doanh nghiệp, dữ liệu về doanh nghiệp ở trên toàn quốc, và chúng ta cũng có thể tìm kiếm rất là dễ dàng, tìm kiếm theo từ khóa hoặc theo ngành nghề, theo loại hình hồ sơ. Thì mọi người khi sử dụng đấu.net thì có thể tìm được thông tin cơ bản về bất kỳ một doanh nghiệp nào để có thể dễ dàng là tìm hiểu về doanh nghiệp đó để xem nó có phù hợp với cả cái nhu cầu của mình hay không. Đây là một ví dụ về cái giao diện của một hồ sơ doanh nghiệp. Em thì lấy ví dụ luôn của công ty Vinades luôn. Thì chúng ta có thể xem được hồ sơ đăng ký kinh doanh ở trên cơ sở hồ sơ đăng ký kinh doanh ở trên cổng thông tin đăng ký quốc gia, cổng thông tin về quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Nó cũng sẽ liên kết với cả hồ sơ của nhà thầu của doanh nghiệp đó ở trên hệ thống mua sắm công. Nếu mà nhà thầu này đã từng tham gia đấu thầu trên hệ thống mua sắm công thì chúng ta sẽ có được những cái dữ liệu rất là chi tiết và đầy đủ về doanh nghiệp này. Ngoài ra thì bên cạnh cái hồ sơ doanh nghiệp ở cái danh bạ doanh nghiệp có sẵn với giao diện như này, thì các doanh nghiệp có thể được sử dụng cái tính năng đó là tạo một gian hàng doanh nghiệp của mình. Cái tính năng này sẽ giúp cho doanh nghiệp giống như là có một cái website thu nhỏ và có thể đăng được các cái sản phẩm và dịch vụ của mình lên đây, đăng cả thông tin liên hệ và thông tin giới thiệu. Điều này sẽ giúp cho doanh nghiệp của mọi người có thể được quảng bá với hệ thống, với cái cơ sở dữ liệu là hơn gần 40.000 doanh nghiệp đã có sẵn ở trên đấu thầu.info được kết nối vào bên đây. Và hệ thống đấu thầu.net thì cũng có cái khả năng SEO rất là tốt, và việc đăng tải đến đây cũng sẽ giúp các doanh nghiệp là dễ dàng là SEO các cái sản phẩm và dịch vụ của mình ở trên Google, để khách hàng khi người ta có nhu cầu, người ta tìm kiếm thì có thể dễ dàng tìm đến, bên cạnh là những cái kênh marketing khác của mọi người. Và đặc biệt nữa thì cái tính năng gian hàng này sẽ áp dụng cho cả các hiệp hội, cũng chính là một trong những mục tiêu chính mà em muốn đem cái đấu thầu.net này đến để quảng bá cái buổi hôm nay của Vivosa, vì nó hoàn toàn rất là phù hợp với Vivosa. Ở trên hình ở đây là em đang làm demo với gian hàng của hiệp hội, đó là Hội Tin học Việt Nam. Thì cái gian hàng này cũng sẽ giống như một cái website thu nhỏ, và cũng có đầy đủ là từ các bài giới thiệu hoặc là hồ sơ thông tin chi tiết về hiệp hội này, sản phẩm dịch vụ nếu có, và đặc biệt là sẽ có cả phần danh sách thành viên, rồi danh sách sản phẩm và dịch vụ của thành viên.
Thì ví dụ như là với Vifusa đi, thì khi mà tạo một gian hàng của Vifusa ở trên đây thì Vifusa có thể dễ dàng là quản lý tất cả các hội viên của mình, gom tất cả các sản phẩm dịch vụ của các doanh nghiệp hội viên lại chỉ lên một cái giao diện này thôi. Và khi mà Vifusa đem đi quảng bá quảng bộ của mình ở những nơi khác ấy, thì chỉ cần một click là có thể show ra rất là dễ dàng những cái sản phẩm dịch vụ của hội viên. Và đối ngược lại với các doanh nghiệp hội viên cũng vậy, chỉ cần mọi người chỉ cần đăng đầy đủ các sản phẩm và dịch vụ lên trên đây thì cũng sẽ chỉ sau một click thì sẽ nằm trong cái danh sách thành viên ở trên cái trang của ở trên cái gian hàng của Vifusa. Nó sẽ hỗ trợ trong việc quảng bá doanh nghiệp của mình, và Vifusa cũng sẽ dễ dàng quản lý các doanh nghiệp hơn, các doanh nghiệp hội viên hơn. Ví dụ như đây là một danh sách các cái sản phẩm của thành viên. Hiện tại thì cái hình ảnh demo này là mới chỉ có một thành viên duy nhất, đó là Vinades, cho nên là nó hiện đang hiện ra những cái sản phẩm của Vinades thôi. Và tuy nhiên thì khi mà có thêm nhiều các doanh nghiệp thành viên khác được được add vào đây thì nó sẽ hiện ra thêm nhiều các sản phẩm dịch vụ khác. Vâng. Cái việc mà tạo ra các cái gian hàng này thì thực ra là ngoài cái việc là các doanh nghiệp sẽ tự quảng bá được cho sản phẩm dịch vụ của mình, thì nó còn có một ý nghĩa rất là quan trọng trên hệ thống, đó là nó sẽ giúp cho cái hệ thống Dotdot.net dựa vào những cái dữ liệu từ các gian hàng doanh nghiệp mà các anh chị đăng tải lên trên hệ thống, thì sẽ giúp là tự động tìm được gợi ý các cái đơn vị đang có nhu cầu mua sản phẩm dịch vụ của mình. Ngay khi mà anh chị đã đăng tải trên gian hàng doanh nghiệp các sản phẩm và dịch vụ của mình rồi, và khi mà trên hệ thống có một đơn vị nào đó họ có nhu cầu mua sắm, họ đăng tải một cái thông báo mời thầu hoặc là một cái chào hàng cạnh tranh lên, thì hệ thống sẽ tự động là so sánh và matching cái dữ liệu giữa cái thông báo mời thầu đó, thông báo chào hàng cạnh tranh đó và các cái sản phẩm, dữ liệu trên sản phẩm và dịch vụ của gian hàng doanh nghiệp của các anh chị, sẽ matching tự động với nhu cầu mua và cái hồ sơ năng lực của nhà cung ứng với nhu cầu mua, và sẽ matching tự động với cái nhu cầu bán từ gian hàng doanh nghiệp với nhu cầu mua của doanh nghiệp trên cái thông báo mời thầu hoặc là cái team mua sắm đó. Ví dụ đơn giản đó là khi mà có một đơn vị họ muốn thiết kế một cái website cho họ chẳng hạn, họ sẽ đăng một cái tin chào cạnh tranh lên hoặc là một cái thông báo mời thầu rút gọn. Thì đối với công ty Vinades thì ở trên phần sản phẩm và dịch vụ của Vinades là có một sản phẩm, đó là có một phần sản phẩm đó là cổng thông tin. Thì như vậy thì khi hệ thống Dotdot.net sẽ tự động là so sánh và matching cái dữ liệu cổng thông tin trên cái gian hàng này và cái dữ liệu ở trong cái thông báo mời thầu, cái thông báo chào hàng của một đơn vị đang muốn làm cổng thông tin, và sẽ kết nối với nhau và sẽ thông báo cho cả hai, sẽ gửi thông hệ thống sẽ gửi email thông báo về cho Vinades rằng là có một cái thông báo mời thầu rút gọn, một cái chào hàng cạnh tranh của một đơn vị ABC nào đó, họ đang có nhu cầu là xây dựng cổng thông tin, và từ đó thì Vinades sẽ biết được để liên hệ, nó cũng sẽ thông báo ngược lại cho cái bên đơn vị ABC đó khi mà họ họ muốn có cái nhu cầu là xây dựng cổng thông tin, rằng là có một nhà cung ứng đó là Vinades là sẵn sàng là tham gia để chào giá cạnh tranh. Cho nên là điều này thì sẽ toàn hoàn những cái việc matching rồi thì hệ thống đã hoàn toàn là xử lý tự động và sẽ tự động gửi email về cho mọi người khi mà tìm được những cái nhu cầu phù hợp và matching được những cái dữ liệu phù hợp với nhau. Ngoài ra thì ngoài việc là các doanh nghiệp ấy, thì mỗi doanh nghiệp thì đều có thể vừa là bên mời thầu và vừa vừa có thể là nhà thầu, vì mọi người cũng có nhu cầu về mua nhu cầu mua sắm nội bộ rất là nhiều, thì mọi người có thể đăng tải trên Dotdot.net cái hệ thống mời thầu và đăng tin mua sắm ở trên đây cũng rất là dễ dàng, giao diện này rất là thân thiện và dễ thao tác trên mọi trình duyệt, và như em vừa nói đó là hệ thống sẽ tự động đánh giá cái tin mua sắm và gửi email về cho các cái nhà cung cấp phù hợp nhất, thì chúng ta sẽ khi chúng ta có nhu cầu mua sắm thì sẽ rất là dễ dàng tìm được những nhà cung cấp phù hợp. Dữ liệu của nhà thầu cũng đa dạng và được liên kết từ nhiều nguồn để chúng ta có thể tham khảo. Và ví dụ như đối với các anh chị thì khi mà anh chị có nhu cầu là thiết kế website chẳng hạn, hoặc là cần mua sắm gì đó, mua sắm đồ đạc văn phòng, thì có thể thay vì tìm những kênh truyền thống, các anh chị có thể đăng tin mua sắm và tin mời thầu lên trên đấu thầu.net
và hệ thống sẽ tự động matching để tìm được những cái nhà cung ứng phù hợp, giống như cái phần ví dụ em vừa nói vừa nãy. Khi mà đăng tải lên đây thì khi mà đăng tải cái tin mời thầu và tin mua sắm lên đây thì sẽ có cơ hội để tiếp cận tới gần 40.000 nhà thầu ở mọi lĩnh vực đã có mặt trên hệ thống. Như em vừa nói về cái ví dụ vừa nãy, đó là khi có một ví dụ, khi mà mình có nhu cầu thiết kế website của thông tin và mình đăng một đơn vị đăng tải cái tin mời thầu này lên, thì hệ thống sẽ hiện tại đã có cơ sở dữ liệu đã có gần 40.000 nhà thầu ở mọi lĩnh vực rồi, được em liên kết từ bên đối đầu chính phủ sang, họ đều là những nhà cung ứng là đã có cái năng lực rất là tốt ở trên khi mà họ tham gia các cái gói thầu trên mua sắm công, và họ cũng sẵn sàng là tham gia những cái sẵn sàng là cung ứng cho những cái dự án tư nhân của mọi người trên đấu thầu.net. Cho nên là khi mà đăng ví dụ đăng tải một cái tin mời thầu về thiết kế cổng thông tin và website lên thì hệ thống cũng đã sẵn sàng và để tìm kiếm và matching với cái nguồn dữ liệu trong gần 40.000 nhà thầu này để tìm được tất cả những cái nhà thầu nào mà họ có cái ngành nghề dịch vụ hoặc là họ sẵn sàng là cung ứng và họ có khả năng sản phẩm dịch vụ là thiết kế website. Và để như vậy thì khi mà chúng ta có nhu cầu mua sắm, chúng ta sẽ tìm được rất nhiều cung ứng khác nhau và sẽ giúp cho việc tối ưu việc mua sắm. Và cái hình thức mua sắm ở trên đây thì cũng sẽ rất là linh hoạt, chúng chỉ cần chỉ từ cái việc báo giá cạnh tranh cho đến là mời thầu chuẩn hay là đấu thầu. Đối với các lợi ích đối với các nhà thầu bên bán thì chúng ta thì chắc là các anh chị cũng đều có thể là các anh chị trong việc website sẽ thường ít tham gia đấu thầu, và tuy nhiên thì vẫn có thể một số doanh nghiệp là cũng có thể tham gia một số gói thầu nhỏ, ví dụ như Vinadesk trước đây cũng từng tham gia những gói thầu liên quan đến việc làm website của thông tin, thì việc tham gia đấu thầu .net thì cũng sẽ dễ dàng tham gia và tìm được các cái gói thầu và dự án phù hợp để tăng cái khả năng kinh doanh của mình. Vì đấu thầu .net thì nó khắc phục triệt để những cái lỗi của mua sắm công của cái hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, sẽ giúp cho chúng ta có khả năng là mở rộng cơ hội kinh doanh và thuật toán kết nối thông minh, sẽ giúp tìm được cái bên mời thầu đúng và phù hợp nhất. Được, thì như em vừa nói thì đó là bất kỳ một doanh nghiệp nào thì đều có thể vừa là nhà thầu và vừa là bên mời thầu, bất kỳ chỉ cần chúng ta có nhu cầu thôi, chúng ta đều có nhu cầu là bán dịch vụ sản phẩm của mình, và cũng đều có nhu cầu là mua sắm cái dịch vụ sản phẩm của các doanh nghiệp khác. Và những thao tác này đều có thể thực hiện hết ở trên đấu thầu.net. Ở trên đấu thầu.net thì có một yếu tố nữa, đó là sẽ giúp cho cái việc mua sắm là đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả kinh tế, vì hầu hết là các dữ liệu được đăng tải trên đấu thầu.net sẽ đều được, sẽ tùy vào gói dịch vụ thì sẽ được cấp phép và dữ liệu mở. Ngoài ra thì đấu thầu.net cũng có một điểm mạnh, đó là những cái cơ sở dữ liệu lớn thì đều được kết nối lên trên hệ thống. Ví dụ như là hồ sơ năng lực nhà thầu trên mạng đấu thầu quốc gia với gồm hơn 100.000 doanh nghiệp và gần 1 triệu gói thầu cùng dữ liệu của 10 năm qua đều được kết nối lên trên hệ thống này, và các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ thì đều có thể hưởng những cái giá trị gia tăng từ việc cơ sở dữ liệu được kết nối. Dữ liệu doanh nghiệp ở trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp với hơn 1,3 triệu doanh nghiệp và cơ sở về dữ liệu thuế của doanh nghiệp cũng đã được kết nối trên đấu thầu.net. Ngoài ra thì đấu thầu.net còn đang được kết nối với cơ sở dữ liệu chuyên ngành về xây dựng và các cái lĩnh vực chuyên biệt, ví dụ như đấu giá tài sản hay là thí nghiệm. Đến với buổi ngày hôm nay thì em có đấu thầu.net thì có một phần quà tặng dành cho các doanh nghiệp thành viên Vifusa và cả Vifusa luôn. Em xin phép được tặng mọi người như sau. Thứ nhất, đó là bọn em sẽ tặng cho Vifusa gian hàng để các doanh nghiệp có thể dễ dàng kết nối. Em sẽ hỗ trợ là tạo gian hàng với tạo tài khoản và có thể là hỗ trợ đăng cả sản phẩm và sản phẩm dịch vụ, hoặc là đăng các bài viết về giới thiệu của Vifusa lên thông tin liên hệ. Đấu thầu.net sẽ tặng cho mỗi một thành viên của Vifusa một gói A VIP 1 có giá trị là 10 triệu để sử dụng trong một năm để có thể đăng tin mua sắm khi mà mọi người có nhu cầu, và đồng thời sẽ miễn phí xác thực cho mọi doanh nghiệp thành viên Vifusa ở trên hệ thống đấu thầu.net. Bọn em cũng sẽ tặng miễn phí cái gian hàng doanh nghiệp cho các doanh nghiệp thành viên Vifusa và sẽ giảm giá 50% cho các gói dịch vụ khác. Thì cái gian hàng doanh nghiệp này thì thông thường bọn em sẽ thu phí với các doanh cũng đều là những cái tính năng mà em phải thu phí, thì em sẽ tặng miễn phí cho mọi người luôn. Để có thể hiểu rõ hơn thì em xin phép là show demo bên cạnh cái slide này, thì em sẽ show demo trực tiếp ở trên hệ thống để mọi người có thể hiểu rõ hơn. Mọi người chắc là vẫn nhìn thấy cái phần màn hình ở trên đấu thầu.net của bọn em rồi chứ ạ.
Thì đây là cái giao diện của Notion.net. Dạ vâng. Ở trên thanh menu này thì đầu tiên là ở phần giới thiệu và tin tức và các cái đấu thầu. Mọi người có thể giới thiệu tin tức thì các thông tin tin tức thôi. Mọi người có thể xem ở phần đấu thầu, ở đây có thể xem được những cái danh sách thông báo mời thầu, danh sách danh mục dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu hay là kết quả mời thầu. Đây đều là những cái gói thầu tư nhân hoặc là những cái dự án chào giá cạnh tranh mà các cái đơn vị tư nhân họ đăng lên, nó không liên quan gì đến cái việc thông báo mời thầu ở trên mua sắm công cả. Nó không phải từ nguồn vốn nhà nước. Ví dụ như là có một ban quản trị chung cư cũng có mời thầu đến đây thuê dịch vụ là sửa chữa đường ống nước, hay là thậm chí có cả những người cá nhân thuê dịch vụ vệ sinh rèm hay sofa tại nhà. Tiếp theo ở trên thanh menu là phần danh bạ doanh nghiệp. Mọi người có thể vào đây bấm vào danh bạ, tìm danh bạ doanh nghiệp trong nước hoặc là ngoài nước, hoặc là tìm theo hộ kinh doanh cá thể, và tìm kiếm ở đây cũng rất là dễ dàng, tìm kiếm theo từ khóa hoặc là theo bộ lọc nâng cao. Mọi người ngoài ra thì sẽ có hai menu, đó là nhà thầu và bên mời thầu. Nó sẽ phụ thuộc vào việc là khi bản thân doanh nghiệp mình có cái nhu cầu là muốn đăng tin mua sắm mời thầu cho doanh nghiệp mình, hay là mình muốn bán sản phẩm dịch vụ, mình muốn tìm kiếm các dự án. Ví dụ như em ở đây, em sẽ vào bên mời thầu. Chúng ta có thể quản lý thông báo mời thầu, những thông báo mời thầu mà mình đã đăng tải. Vâng, có vẻ mạng hơi chậm một chút. Đây ạ, ví dụ như bây giờ doanh nghiệp của em VNS thì đang ở trong cái nhu cầu, đó là muốn mua sắm cho doanh nghiệp mình, cho nên là em có thể vào đây em thêm cái thông báo mời thầu hoặc là thêm cái báo giá chào hàng cạnh tranh, thông báo chào hàng cạnh tranh. Còn đây là những cái danh sách mà bên em đã từng đăng tải, một số cái thử nghiệm và một số cái cũng là cái nhu cầu mua sắm thật, nhu cầu muốn mời thầu thật. Lịch đăng tải nó dễ dàng với những cái form điền rất là đơn giản. Nếu như mọi người đã từng sử dụng cái hệ thống, một cái hệ thống mời thầu khác, đó là hệ thống của mạng lưới thầu quốc gia, thì sẽ thấy là cái form của họ rất là lỗi thời và rất là khó sử dụng. Mọi người có thể quản lý hồ sơ doanh nghiệp của mình, ví dụ như mỗi một tài khoản có thể tham gia quản lý nhiều hồ sơ doanh nghiệp. Ví dụ ở đây thì bên em đã có tạo sẵn một số cái hồ sơ doanh nghiệp rồi, ví dụ như đối với chính công ty của em thì nó sẽ giống như là một cái website. Thu nhỏ với sản phẩm dịch vụ và các cái bài giới thiệu và thông tin liên hệ. Thì tất cả các doanh nghiệp thành viên trong Vivosa thì sẽ đều được tặng cái tính năng này. Và Donald.net thì sẽ cho chuyên viên là hỗ trợ mọi người để đăng tải sản phẩm dịch vụ, hỗ trợ khởi tạo tài khoản lên đây luôn. Thì như em nói thì cái việc đăng lên đây nó không chỉ mang cái ý nghĩa là quảng bá không, mà nó còn có ý nghĩa đó là giúp cho hệ thống là tìm được cái dữ liệu này để tìm và giả quét những cái tin mua sắm, những cái tin mời thầu của những cái đơn vị họ có nhu cầu, họ cần làm, và sau đó sẽ gửi về cho doanh nghiệp của anh chị khi mà tìm được những cái tin mua sắm, tin mời thầu đó. Để như vậy thì mình có thể dễ dàng là mình tìm kiếm được nguồn khách hàng rất đơn giản, và hệ thống nó hoàn toàn làm tự động. Hay là ví dụ đối với Vivosa đi, thì bên em cũng đang cho khởi tạo cái tài khoản demo. Đây là cái giao diện về thông tin của Vivosa, còn đây sẽ là giao diện của website. Đây là cái giao diện về cái gian hàng của Vivosa, sẽ gồm có cả gian hàng sản phẩm mới nhất, sản phẩm của và dịch vụ của các doanh nghiệp thành viên. Hiện tại thì cũng chỉ có Vinades đang là hội viên ở trên cái hệ thống này, cho nên là mới đang hiện ra những cái sản phẩm dịch vụ của Vinades thôi. Tuy nhiên là khi mà tất cả các hội viên doanh nghiệp của Vivosa và đều tham gia vào hệ thống này và được tích hợp bên đây thì Vivosa sẽ có một công cụ để quản lý các thành viên của mình rất là cực kỳ dễ dàng. Có thể xem danh sách thành viên ở đây, rồi xem danh sách sản phẩm và dịch vụ của thành viên.
công cụ tìm kiếm cũng là rất là dễ dàng từ các loại sản phẩm. Có thể xem được các bài giới thiệu, nó sẽ gần như là một cái website thu nhỏ thôi. Sẽ quay lại phần quản lý hồ sơ doanh nghiệp. Và tất cả những cái thông tin ở trên này, thông tin về sản phẩm dịch vụ, thông tin về bài giới thiệu và thông tin thành viên liên hệ thì đều có thể quản lý rất là dễ dàng thông qua các cái công cụ quản lý ở đây. Ví dụ như là chúng ta có thể thêm các thành viên ở đây. Ví dụ cái tài khoản này của em thì đang ở trong vai trò là làm admin của câu lạc bộ phần mềm tự do ở Việt Nam, thì em có thể là tìm một hồ sơ doanh nghiệp của một doanh nghiệp khác, ví dụ như là của anh Toán, DQN hay là bên iWay, em tìm ở đây và em thêm ở đây. Thì chỉ thông qua một cái bước này thôi thì tất cả những sản phẩm dịch vụ của các doanh nghiệp thành viên sẽ hiện lên trên cái giao diện gian hàng của Vivosa như thế này. Bên này chúng ta có thể là cấu hình đăng tải các sản phẩm và dịch vụ quản lý liên hệ gửi đến, khi mà họ xem được cái thông tin quảng bá của mình ấy, họ có thể là gửi thông qua cái form email, nó sẽ gửi đến, nó có thể xem được. Có thể là phân quyền cho người khác, ví dụ như ở phần phân quyền này thì em có thể phân quyền cho tài khoản của anh Quang làm chủ sở hữu, rồi tài khoản của các phó chủ tịch khác ở trên đây, trên cái gian hàng của Fusa. Tương tự đối với gian hàng của doanh nghiệp thì chúng ta có thể phân quyền cho giám đốc và cho biên tập viên hoặc là cho các bạn trợ lý. Nói chung là các cái thao tác này nó đã hoàn thiện và rất là sử dụng rất là dễ dàng. Vâng, thì em hy vọng thì sau hôm nay thì sẽ có nhiều doanh nghiệp hội viên của Vivosa sẽ nhận phần quà này để có thể để VNS và đầu tư .net thì sẽ hỗ trợ mọi người khởi tạo tài khoản, khởi tạo gian hàng miễn phí hết, và hỗ trợ là đăng tải các sản phẩm dịch vụ, có thể là cấu hình cả bộ lọc, và khi mà mọi người có nhu cầu cần mua sắm, đăng tin mua sắm thì đầu tư .net cũng sẽ cho chuyên viên hỗ trợ để đăng tải luôn nếu mà mọi người chưa quen. Và phần trình bày của em thì xin hết, em xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Các anh chị trong Vivosa sau buổi hôm nay thì có thể liên hệ em qua Facebook hoặc là email hoặc là số điện thoại này để nhận được các phần quà trên ạ. Em cảm ơn ạ. Ok, cảm ơn Tiến. Vâng, xin mời anh Hưng và em Theo chúng ta cùng lên quay trở lại, bật cam và mic lên để chúng ta có thể giao lưu với mọi người ạ. Vâng, chào anh chị em. Lúc nãy hình như Theo quên giới thiệu phần quà trong chương trình ngày hôm nay của Sam Lotus sao nhỉ? Dạ, vâng ạ. Đúng là em hơi bị miss cái phần đó, bởi vì muốn là để cái dành thời gian cho các anh chị trong Vivosa có thể hỏi đáp về phần mềm trước, cũng như là nhường lời cho anh Tiến để anh Tiến có thể giới thiệu về đấu thầu.net. Sau đó thì em sẽ giới thiệu sau. Thì bây giờ em xin phép được giới thiệu được không anh Hùng? Ok, mời em. Vâng ạ, em cảm ơn anh. Thế thì em có thể dùng slide. Anh Tiến thì em cũng như là anh Hưng hay là Sun Lotus thì cũng rất là muốn tặng quà cho các anh chị trong doanh nghiệp ở trong Vivosa, đặc biệt là Sun Lotus lại là thành viên cũng tương đối mới, đúng không ạ anh Hưng nhỉ? Thành viên tương đối của Vivosa nữa, thì coi như đây là quà làm quen được không? Coi đây như này là quà làm quen, vinh hạnh được làm quen với các anh chị, thì em cũng có thay mặt cho Sun Lotus gửi tặng đến các anh chị một món quà đặc biệt dành riêng cho hội viên của Vivosa. Đó là các anh chị em có thể tặng tài khoản để các anh chị trải nghiệm ngay phần mềm ký số văn bản hợp điện tử CyberSign. Và cái gói quà tặng dành tặng cho các anh chị đó là gói CyST trị giá là 2 triệu đồng. Và sau cái buổi hôm nay thì tất cả các anh chị có thể liên hệ với cả em hoặc là với Cyber Lotus thông qua số điện thoại hoặc là email, thì em sẽ chính là người tạo tài khoản cũng như là hỗ trợ các anh chị trong việc sử dụng phần mềm. Mặc dù phần mềm này thì theo em đánh giá là nó rất là thân thiện và dễ sử dụng thôi, nhưng mà trong quá trình mà mình cấu hình hay sử dụng mà cần bất cứ hỗ trợ nào thì em hoàn toàn có thể đích thân hỗ trợ các anh chị ạ, và ghi nhận ý kiến từ các anh chị. Nên là đấy, thay lời cho anh Hưng và cho Sabolotus thì em xin phép
gửi thông tin này đến các anh chị trong câu lạc bộ ạ. À, một lần nữa thì cảm ơn các anh chị đã lắng nghe và cũng như là chúc mừng sinh nhật của Vifusa ngày 14 tháng 1 tới đây đúng không ạ? Ừ. Cảm ơn các anh chị. Em ơi, anh hỏi cái được không em ơi? Cảm ơn Cyber Lotus ạ. Dạ vâng, anh mời anh ạ. Anh có thể bật mic lên đặt câu hỏi cho mọi người ạ. Anh Toán vừa hỏi không ạ? Tôi Dũng mà. À anh Dũng, vâng vâng, mời anh Dũng. Ôi giọng anh Dũng. Em ơi, cái số này anh có tặng luôn ký số hay là chỉ tặng một phần mềm em ơi? Dạ tặng phần mềm anh ơi, tặng phần mềm. Và em nghĩ là doanh nghiệp nào phải đến 99,9% doanh nghiệp. Dạ vâng, cảm ơn Cyber Lotus đã có rất nhiều quà tặng. Vâng, thưa các anh chị. Ok, vậy là vậy. Chốt lại là tặng phần mềm thôi chị ạ. Hưng ơi. Vâng ạ, tặng phần mềm còn chữ ký số để em đi xin bên chỗ CA ạ. Ok, rồi cảm ơn nhá. Và cảm ơn anh Dũng đã làm rõ những phần quà. Và để đón nhận phần quà này thì đại diện Vevosa chủ tịch Nguyễn Hồng Quang có muốn nhận quà hay như nào không ạ? Hôm nay đúng là theo lời cam kết của tôi là có một cơn mưa quà tặng từ hai doanh nghiệp thành viên. Xin mời chủ tịch Vevosa. Vừa rồi Vinades là đại diện bạn Phạm Đức Tiến là có lời hứa là sẽ trao tặng cho Vevosa một cái công cụ để giúp Vevosa có thể liên kết các cái doanh nghiệp hội viên, trong đó ít nhất là tặng cho tất cả doanh nghiệp hội viên một cái gian hàng, một cái tài khoản để có thể mời thầu miễn phí trong vòng 1 năm ở trên sàn đấu thầu.net. Và còn về phía Vevosa thì Vevosa có một công cụ là một cái gian hàng riêng của Vevosa có khả năng liên kết tất cả doanh nghiệp hội viên của mình với nhau, để thông qua đó mọi người truy cập vào cái gian hàng của Vevosa là nhìn thấy danh sách hội viên, nhìn thấy sản phẩm dịch vụ của tất cả hội viên, và có nhiều công cụ khác để hỗ trợ cái việc kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp thành viên Vevosa. Và xin mời chủ tịch Quang ạ. Vâng, xin chào tất cả các bạn, mình rất là cảm ơn bởi vì là thấy rằng là hôm nay thấy hai cái bài trình bày cũng rất hay. Thì về cái đứng về mặt Vevosa thì hoan nghênh thôi. Thế nhưng mà bây giờ đầu tiên đây là còn cần phải biết cách dùng nó, và coi như thế là có người ta đưa sản phẩm hay đưa những các cái mời chào thầu gì đấy. Thế anh Dũng anh bảo anh cũng có tí nhu cầu đấy. Đấy thì thế nhưng mà mình muốn hỏi là cái chuyện gian hàng cho Vevosa là một chuyện. Thế còn coi thế là nếu mà các cái doanh nghiệp ấy mà nó muốn trực tiếp nó có gian hàng đấy thì nó cũng được tặng cái gì đúng không? Dạ vâng, các doanh nghiệp hội viên của Vevosa cũng sẽ được tặng gian hàng luôn. Dạ vâng. Nếu anh nào có nhu cầu thì chỉ cần liên hệ với Tiến đúng không? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Thế nhưng mà hiện nay thì là mình muốn hỏi thêm là cái hệ thống đấy thì là mình đã hiện nay mình mới chạy thử nghiệm thôi à, hay là đã chạy thật được chưa? Đã chạy thật thì coi như thế là có những vụ thầu thật chưa? Hay mới chỉ là test? Bên em đã chạy thật rồi ạ. Tức là các cái thông báo mời thầu hiện tại đang xuất hiện trên hệ thống, như là thông báo mời thầu thật của khách hàng, họ mời thầu thật rồi. Dạ vâng. Rồi những cái này thì Vevosa sẵn sàng ủng hộ thôi, chả có vấn đề gì cả, được tặng quà thế thì nhận thôi, chả có vấn đề gì hết. Thế còn coi thế là nhưng quan trọng ấy là thực ra là không phải là Vevosa mà là ở cái chỗ làm sao mà vận động được các cái doanh nghiệp hội viên mà nó tham gia vào cái này. Đấy, cũng như là ví dụ chẳng hạn như làm sao mà cái các hội viên mà nó dùng cái CyberSide ở bên Cyber Lotus thì phải nói là tốt quá rồi. Thế nhưng anh hỏi cái bên chỗ Hưng một tí này. Dạ. Tức là anh thấy rằng là cái chuyện mà ký hợp đồng ấy, thế thì tức là hai ông là phải cùng là khách hàng của CyberSide này thì mới ký hợp đồng với nhau được. Không nhất thiết anh ạ. Mà bên A giả sử là bên khởi tạo hợp đồng trước đi, A hay B cũng được, thì chỉ cần một bên có tài khoản CyberSide, sau đó thì gửi cái link ký hợp đồng qua email cho bất kỳ nào đấy. Vâng, cho một bên bất kỳ.
Thì bên nhận đấy họ sẽ click vào cái đường link ký hợp đồng, nó sẽ load ra cái trang để nhập cái mã tra cứu và sẽ hiển thị cái giao diện để ký hợp đồng. Sau đó thì có thể cắm token vào để ký luôn cái giao diện đấy mà không cần đăng nhập. Vâng. Rồi, anh cảm ơn. Vâng ạ. Dạ vâng, xin mời mọi người ạ, các anh chị nào có câu hỏi mà muốn hoặc là muốn đặt các cái vấn đề quan hệ với các doanh nghiệp thành viên Veoza ở lên sóng ngày hôm nay, bao gồm Cyber Lotus và Vinades, các anh chị có thể mở cam với mic đây để giao lưu trực tiếp với hai doanh nghiệp hội viên này ạ. Mời các anh chị. Tôi nhận được một câu hỏi của một doanh nghiệp hội viên Veoza gửi cho Cyber Lotus. Đấy là các anh chị hỏi là thế thì bây giờ Cyber Lotus có cung cấp dịch vụ chữ ký số không? Và các cái chữ ký số khác của các nhà cung cấp khác như Cyber Lotus vừa giới thiệu thì có khả năng sử dụng được thì mình sẽ sử dụng như thế nào? Chị Thêu hoặc anh Hưng có thể giới thiệu vắn tắt cho các doanh nghiệp Veoza được không ạ? Theo trả lời câu hỏi này nhé, có gì anh bổ sung? Dạ vâng ạ, thế thì em xin phép được đại diện Cyber Lotus để giải đáp với câu hỏi này của anh chị. Thì đối với dịch vụ chữ ký số thì thực ra mà nói thì là Cyber Lotus cũng đang có hỗ trợ cái tính năng ký số HSM và có Cyber HSM đấy ạ. Thì cái phần mềm ký số Cyber HSM á, thì đã tích hợp sẵn với cả CyberSide rồi và có cấu hình tích hợp sẵn rồi, và khi các anh chị đăng ký sử dụng thì bên em sẽ hỗ trợ tích hợp để có thể ký số. Ngoài chữ ký số HSM của Cyber thì anh chị thì nói là có đến 99,9% doanh nghiệp khi thành lập và đã có chữ ký số token rồi thì mình có thể dùng chữ ký số token để ký số ở trên CyberSide. Không nhất thiết quy định là chữ ký số của nhà cung cấp nào mà bất kỳ nhà cung cấp nào thì bên em cũng đều hỗ trợ tích hợp vào CyberSide để ký số được hết. Thế nên là anh chị có đang sử dụng chữ ký số của nhà cung cấp nào thì cũng có thể ký được và sử dụng được CyberSide ạ. Đó là câu trả lời của em. Và em cũng xin bổ sung thêm một chút nữa, nó hơi kỹ thuật một chút. Tức là với cái chữ ký số HSM ấy, nó là một dạng ký số trực tuyến và host cái chứng thư số và cặp khóa trên cái hệ thống gọi là Cloud HSM của Cyber Lotus. Nhưng mà chứng thư thì với anh em hiện tại chỉ mới hỗ trợ là chứng thư của FastCA thôi. Đó. Còn với chữ ký số bằng USB token ấy thì là đang hỗ trợ tất cả các CA tại Việt Nam, kể cả là mới hay cũ. Bởi vì cái này nó đều có chuẩn về ký số hết rồi, thành ra là khi mà dùng CyberSide ấy, thì cài thêm một cái client nữa, nó dạng là shell host trên desktop. Tất nhiên là USB token thì chỉ dùng trên desktop được thôi, thì là cứ cắm token của CA vào là ký luôn, không cần phải chờ tích hợp gì cả. Vâng, vì tất cả các cái CA nó đều có cái chuẩn giao tiếp, các cái token USB token đều có chuẩn giao tiếp chung hết rồi. Anh Hưng ơi, có một câu hỏi liên quan đến cái trình duyệt ký đấy anh. Đó là có anh Tuấn anh ấy hỏi là CyberSide có hỗ trợ ký bằng token trên Linux không hay lại phải Windows? Thì cái này thì anh Hưng cũng vừa nói rồi nhưng anh Hưng có thể giải thích lại để anh. Trên Linux thì bên cái CyberSide client sắp sắp tới sẽ có phiên bản cho Linux và Mac OS, thì có thể hỗ trợ trên các cái loại laptop khác nhau, các hệ điều hành khác nhau. Và thực chất là hiện tại đã có bản Java rồi, bản CyberSide client bản Java có thể chạy trên các môi trường Linux và Mac OS. Tuy nhiên là đang 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 chờ phát hành, sẽ thông báo phát hành trong thời gian tới, chắc cũng trong khoảng 1 tháng nữa thôi. Thực ra là bên em đã cung cấp cho cái dịch vụ CyberText, là cũng đã có nhiều khách hàng họ hỏi chạy trên Linux thì bọn em đang cung cấp rồi, nhưng mà cho CyberSide thì bọn em sẽ tích hợp mà thêm một chút nữa là xong. Dạ vâng. Theo em biết thì hiện giờ là anh Tuấn anh đang hỏi thì có hai, liên quan đến hai cái. Một cái là phần mềm CyberSide và một cái là chữ ký số. Thì hiện giờ cái mà anh Hưng nói là chưa hỗ trợ trên Linux đấy thì là phần mềm CyberSide chưa hỗ trợ hay là chữ ký số chưa hỗ trợ hay là cả hai ạ? Cái CyberSide thì nó là web app rồi, thì chạy được trên Dạ. tất cả môi trường, trình duyệt nào cũng chạy được, trên Mac Dạ. hay Linux đều chạy được hết, Chỉ có chỉ cái phần riêng chữ khi ký mà số ký thôi, thôi đúng không ạ? đúng không, Dạ, chỉ riêng lúc ký ấy. ok anh. Và CyberSide đang, CyberLotus đang giải quyết rồi đúng không anh?
đang giải quyết rồi, chuẩn bị Dự có phiên kiến bản là bao giờ có thể dùng dùng được anh? trong trong tháng 2. Tháng Vâng, 2 là hay sẽ quá, release tức là cái trong vòng bản khoảng tầm bản bản client để tích hợp với chạy được trên môi trường bản Java, chạy trên được Mac và Linux cho phần ký thôi nhé, phần ký số. dạ vâng. Dạ vâng, ok, như vậy là anh Tuấn có thể chờ thêm khoảng hơn một tháng nữa là có thể trở thành tester của CyberLotus. CyberLotus có sẵn sàng là sử dụng tester từ VMworkstation không các anh? Ôi tốt quá. Vâng. Vâng. Dạ vâng, cái này thì rất là mừng đúng không ạ? Vâng, nếu mà các Vâng. anh có bản dùng thử sớm có thể gửi sớm cho hội viên VMworkstation để VMworkstation sẵn sàng, rất nhiều người sẵn sàng hỗ trợ các anh test trên các hệ thống khác nhau. Vâng, chúng tôi Ông ơi nhận cho được anh hỏi cái. Dạ vâng, mời anh Dũng. Cái đấy, cái Dạ. HSM ấy thì Dạ. mình có làm bản mobile được không? Tức là ví dụ mình ký hợp đồng mình dùng mobile mình ký được không? Mà không cần cắm USB ấy. Xong xong chạy chạy mobile được không? Thì Đúng anh ạ, HSM mà cái mình HSM gửi. để giải quyết bài toán mobile đấy anh. Tức là chạy anh có thể ký ở trên bất kể cái thiết bị nào, mobile, tablet rồi desktop, bởi vì là thực ra nó là cái lệnh ký thôi. Nó gửi request về server và đẩy Ừ, sang như anh sang hỏi cái là phần bây giờ ký. phần mềm mới đã sẵn sàng rồi về cái chưa? À cái đấy sẵn sàng rồi ạ, cái đấy thì sẵn sàng rồi. Cái đấy thì chạy trên Linux, Mac OS hay là mobile, Android, iOS. Bởi vì nó thực chất là nó là web app thôi mà, web app gọi lệnh là Là server là ký HSM mà. Dạ. Nhưng mà ký ký là phải dùng private key đúng không? Đúng rồi ạ, ký là phải dùng private key ký. Đẩy lên Sao lại HSM một lần nữa. private key lại để là trên server? Chưa hiểu lắm. Trên trên HSM anh ạ, không phải server đâu ạ. Nó là một hệ thống HSM là một cái cục gì đấy mà ở phía đằng nhà cung cấp dịch vụ chứ không phải ở phía cloud. anh tay cầm đúng không? Đúng rồi đúng anh. Vâng. Nói chung Đúng rồi. là private key mà không cầm trong tay thì cũng mà chết à? À, Ông cái nào đấy nghĩ ra cái thì trò vớ vẩn đấy? Thì vãi cả hàng. ông cũng cũng nhiều thằng dùng đấy, cho gặp ông phải trust thôi, ông cũng Chắc nhiều sao người anh dùng. em phải Tôi trước. xin là mẹ bây giờ cái HTTP key của tôi nó nằm ở trên phía nhà cung cấp dịch vụ, thế tự nhiên có một cái hợp đồng mà tôi không ký tự nhiên nó lại xuất hiện ký thì tôi chết à? Không, cái ký này nó còn Không có chơi một được. cái bước xác thực anh ạ, có một cái bước xác thực Sao để chưa ký nên password gì? OTP, Rồi ôi thôi OTP. lạy lạy. Vâng. Có cái key, cái gọi là key infrastructure là một cái power nhất để cho mình bảo vệ mình, mới cùng mình lại thả ra thì ký quá gì nữa. Ôi giải tán cái trò này đi. Ông Dũng Thực ra ạ. là cái theo theo em biết thì cái Cái HSM này thì nó cũng có nhiều một ứng cái dụng quy lắm, định mình của thấy. nhà nước đúng không anh Hưng? Thì Đúng hình rồi, như là HSM nó theo chuẩn FIP 142 level 3 chuẩn quốc tế rồi. Vâng. vâng, nó có chuẩn quốc Nên tế cái này ông Dũng để này, anh mang ký tôi hợp bảo đồng. này, ông mà định ký bằng mobile ấy, thì nó có cái SIM CA ấy. Đấy thì ông vẫn cầm cái private key trong tay không? SIM mobile thì Rồi tôi đúng biết. là nó đúng đúng như anh Tuấn nói, nhưng nó có một cái nhược là nó phụ thuộc vào nhà mạng. Tức là dụ như anh dùng Cái này tôi biết hết, của tôi biết Viettel chẳng chuyện đấy hạn rồi thì mà. anh chỉ dùng được của Thực ra Viettel cũng rất thôi. nhiều nơi dùng HSM đấy Tuấn ạ, không phải là chuyện đấy đâu. Rồi rồi ok, thôi nhưng cái này nó nằm ngoài phạm vi. Ok, Nhân tức tiện là hỏi anh em cái là cái này thì theo mình hiểu là nó có cơ sở pháp lý rồi đúng không? Thế trên là có cái rồi hợp anh. đồng mà ký bằng cái chữ ký điện tử này là được công nhận một cách bình thường đúng không? Thế thì Đúng cho ạ. mình hỏi câu hỏi nó khác tí này, tức là sau khi thấy là nó như thế rồi thì câu hỏi là có rất nhiều các cái đối tác của mình mà họ có thể là một cái cơ quan nhà nước này, ở trong cơ quan nhà nước hoặc là những cái doanh nghiệp nhà nước hoặc là những cái kiểu gì đấy mà đối với họ ấy, thì họ họ vẫn không tin cái câu chuyện này là hợp pháp. Tức là mình bảo là các anh ơi, các anh với em ký với nhau bằng chữ ký điện tử này đi, có hệ thống này và có xác thực điện tử, có chữ ký điện tử đẹp lắm rồi, chuẩn lắm rồi, là đúng pháp luật. Thế thì mình nói thế người ta vẫn không tin, thế thì có một cái bài gì để mình show up cho người ta để thuyết phục người ta, hay là lại cứ đi ông iWay lại ký với ông Vinades mà ông FDS thì nói làm quái, ký với người ngoài ấy chứ, ý là thế. Em xin chia sẻ thôi, gọi là trả lời thì cũng gọi là có thể là không phải là một cái cơ quan nhà nước để trả lời câu hỏi này đúng không ạ? Thì mà em chia sẻ tức là từ cái ý kiến của em thôi.
tức là nếu mà về luật giao dịch điện tử ấy, thì họ đã thừa nhận pháp lý là chữ ký số là thay cho chữ ký tay rồi và con dấu của doanh nghiệp. Đó thì với cái hợp đồng giấy thì chúng ta đang có chữ ký tay và ký và con dấu của doanh nghiệp ở hai bên, hai hoặc ba bên. Đó thì chữ ký số khi mà chúng ta ký vào ấy thì không cần bên thứ ba mà chỉ cần hai chữ ký số đấy hợp lệ. Cái file được ký đến một hợp đồng được đảm bảo tính toàn vẹn và tại thời điểm ký thì chứng từ số hợp lệ được cấp bởi CA tại Việt Nam thì nó đã được bảo vệ, nó được có phát giá trị pháp lý theo cái luật giao dịch điện tử số 51 đó. Tuy nhiên nếu như mà với hợp đồng thương mại nhé, hợp đồng thương mại thì đúng là như anh Tuấn có concern là phân tan là có đáng tin hay không, còn có một bên tổ chức nào đứng ra để trust để chứng thực cái đấy không ấy, thì hiện tại là có cái nghị định trước là có nghị định 52 của Bộ Công Thương chủ trì và hiện tại là đã được thay thế bằng nghị định 85 cũng mới cuối năm 2021 vừa rồi thôi, thì đã có đề cập đến vấn đề là sẽ có một cái tổ chức chứng thực hợp đồng điện tử đó. Thì hiện tại thì nghị định 85 đã có hiệu lực rồi và đang chờ cái thông tư hướng dẫn để Bộ Công Thương chủ trì cái việc mà cấp chứng nhận cho các cái tổ chức chứng thực hợp đồng điện tử đó, thì sẽ họ sẽ là cái cầu nối trung gian để cho hai bên ký và họ sẽ ký số vào đó, ký số vào đó và gửi đến Bộ Công Thương đó, thì lúc đấy sẽ giải quyết một cái bài toán liên quan đến cái hợp đồng thương mại thôi. Nhưng thực tế thì hợp đồng ở trong lĩnh vực dân sự nó rất nhiều các loại hợp đồng đó. Nó không chỉ hợp đồng thương mại, nó còn các loại hợp đồng lao động rồi các loại hợp đồng khác. Vâng, thế thì em nghĩ là sẽ dựa trên cái luật 51 hiện tại là nó vẫn đảm bảo pháp lý rồi cho các loại hợp đồng khác. Cái này hợp đồng lao động thì đã có luật lao động mới rồi đấy, em đã thấy là nó quy định họ chấp nhận hợp đồng điện tử theo hợp đồng lao động đấy. Bộ luật lao động mới. Cái này mình cũng chia sẻ thêm cái chỗ này một tí, tức là thực ra ấy, là cái hợp đồng giấy và hợp đồng điện tử nó khác nhau một chỗ. Hợp đồng giấy thì ông phải yêu cầu là sau đó thì ông phải có chứng thực. Thế nhưng mà hợp đồng ký điện tử thì nó là bản copy mà, cho nên là bản thân nó là có giá trị chứng thực. Thực ra là các anh em mình tin nhau hoàn toàn, cái đấy hoàn toàn pháp lý chuẩn luôn. Nhưng mà tuy nhiên vì cái thói quen sử dụng của mình vẫn cứ là phải yêu cầu chứng thực, cho nên là nó sẽ sinh ra một cái ông trung gian, đặc biệt là ông nhà nước nào đấy, trong trường hợp này là Bộ Công Thương sẽ đứng ra, Bộ Công Thương để đánh nhau với cả bộ, cho mình biết có đánh nhau với Bộ Thông tin Truyền thông là ông nào đứng ra chứng thực. Đấy, để tạo nên cái thành thói quen sử dụng như là hợp đồng giấy, nhưng thực chất là bản chất là luật chả cần. Em chia sẻ đồng quan điểm. Tôi nghĩ là chứng thực là để kiếm tiền cho Bộ Công Thương thôi. Em cũng nghĩ thế. Đấy là tại vì là quen là chứng thực thôi. Tôi tin chữ ký ông Tuấn, ông bản chất giao kết là phải tin nhau thế thôi. Vâng. Rồi, em nghĩ hai bên mà ký vào là đã có giá trị pháp lý rồi. Và cái này nó có một cái văn minh ở chỗ là chúng ta cầm cái hợp đồng đấy là chúng ta không cần đi chứng thực, tức là không phải cầm cái các bản copy nữa, bởi vì bản thân đó là hợp đồng điện tử, mình cầm cái bản copy là giá trị rồi. Thế nên là cái việc ông Bộ Công Thương là cái chuyện hướng này. Thực ra cái này nhá, nếu mà giao kết giữa hai ông tư nhân với nhau, hai ông công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn với nhau ấy, thì chỉ cần là tin nhau là đúng rồi. Thế nhưng mà các cái công ty nhà nước và cơ quan nhà nước ấy, thì cái người lãnh đạo đứng đầu của công ty đấy, đứng đầu cái cơ quan đấy, nó lại không phải là người toàn quyền quyết định của cái việc đấy, mà lại có một ông phía trên cơ. À, thì cái ông phía trên đấy, ông lại bảo là cái này tao không đồng ý, cái này khó. Cái này là nhận thức của mình. Ký hai cái công ty cổ phần với nhau thì chắc trượt nhau là ok, xong, đúng không? Thứ nhất là cái đấy nó có pháp lý rồi. Vâng. Thứ hai là bản thân ở đây, cái chuyện ở đây là đơn giản là mấy ông nhà nước làm được cho thói quen, chứ còn bây giờ hóa đơn điện tử ông chấp nhận rồi thì chẳng có lý do gì. Chính xác là thói quen đấy, chính xác là thói quen. Thế thì cái câu hỏi của tôi nó không phải là cái này có tính pháp lý hay không nhá, tại vì tôi biết là nó có tính pháp lý rồi. Tôi chỉ hỏi là làm thế nào để có bài gì để thuyết phục những cái bác kia để cho nó dễ đó. Không, nhưng mà thế nhưng mà nó có vấn đề này Tuấn ạ. Đây là mình được chia lại, cũng là chia sẻ thôi. Tức là cái quan trọng nhất của một hợp đồng ấy, vì tính giao kết là một chuyện, việc thực hiện và quan trọng nhất là vấn đề thanh toán. Nhưng mà bây giờ mấy ông nhà nước trở hơi kia và ông kho bạc không chấp nhận hợp đồng điện tử thì nó cũng đến chịu thôi. Khách hàng thì đấy, chính xác, chính xác là tôi vừa nhận chính xác luôn. Vâng, tôi vừa nhận được câu hỏi từ hội viên Vimosa có gửi đến hỏi chỗ anh Hưng, gửi đích danh cho anh Hưng. Đấy là phía cơ quan nhà nước ấy thì kho bạc hiện giờ vẫn chưa chấp nhận hợp đồng điện tử.
cho nên là doanh nghiệp chưa ký được hợp đồng điện tử với cơ quan nhà nước. Thì không biết là với tư cách một đơn vị vừa cung cấp các cái dịch vụ này, vừa cung cấp chính số, thì không biết chỗ Cyber Lotus các anh có thêm thông tin gì về cái việc là cơ quan nhà nước dự kiến bao giờ sẽ xúc tiến triển khai hợp đồng điện tử để doanh nghiệp VPSA có thêm thông tin và có thời gian chuẩn bị không ạ? Vâng, đấy thì em cũng lúc nãy có chia sẻ một chút cái thông tin liên quan đến nghị định 85 của Bộ Công Thương ấy. Thì nói thật là cái việc mà chứng thực hợp đồng điện tử này nó không phải là bắt buộc nhé. Tức là khi Bộ Công Thương đưa ra dịch vụ đấy, nó là một dịch vụ công, có nghĩa là nếu như hai đối tác mà không tin nhau thì sẽ gửi yêu cầu lên đơn vị thứ ba để họ chứng thực. Còn nếu hai ông tin nhau rồi ký và vẫn xử lý hợp đồng thanh toán đầy đủ thì không cần phải Bộ Công Thương, nghĩa đây không phải là dịch vụ bắt buộc mà cứ phải có cái chuyện của Bộ Công Thương vào thì nó mới giá trị pháp lý. Nhưng mà em nghĩ không nghĩ cái đấy nó liên quan gì đến kho bạc cả. Em đấy thì có thể là một cái hợp đồng thương mại, ví dụ như là các gói thầu của nhà nước đúng không? Với một đối tác, một công ty tư nhân ở bên ngoài cũng là một dạng hợp đồng mua bán rồi, thì nó cũng được điều chỉnh bởi cái hợp đồng thương mại đấy của Bộ Công Thương. Thì lúc đấy chỉ cần Bộ Công Thương chuyện vào đấy thôi, thì có dấu đấy thì là kho bạc cũng phải chấp nhận thanh toán mà. Đấy là vấn đề của kho bạc. Kho bạc hiện tại họ chưa chấp nhận thanh toán cho các hợp đồng điện tử. Đúng rồi. Do vậy ở đây câu chuyện nó chỉ là thế này thôi. Tức là nếu kho bạc chấp nhận thanh toán bằng hợp đồng điện tử thì kho bạc sẽ ra yêu cầu là, một là tôi hoàn toàn tin câu không cần chuyện của Bộ Công Thương, hai là cứ phải chuyện của Bộ Công Thương thì tôi mới chấp nhận. Thì đấy là cửa kiếm ăn của mấy ông Bộ Công Thương với kho bạc thôi. Chứ còn về mặt pháp lý là hai cái đấy hoàn toàn hợp lệ mà. Chỉ cần ký là hợp lệ. Anh Hưng có cái thông tin nào là về cái hướng nhà nước sẽ chấp nhận hợp đồng điện tử cho trong khối cơ quan nhà nước chưa? Cái này thực sự là cũng chưa, đến giờ là cũng chưa có nhiều thông chưa tin. Chưa có thông tin đúng không ạ? Vâng, đấy câu hỏi đang tập trung vào vấn đề đấy ạ. Dưới quan điểm của doanh nghiệp thì tôi thấy rằng là Bộ Công Thương nhảy vào thì thậm chí lại còn làm vấn đề phức tạp hơn, không cần thiết. Tại vì tính pháp lý đủ rồi, chữ ký số bản thân nó đã có tính chống chối bỏ rồi đúng không ạ? Thì cần gì một ông trung gian vào nữa, nó quá phức tạp và nó làm các quy trình nó thêm rối rắm. Thậm chí là vì thế có thể cái hợp đồng điện tử nó lại bị kéo lùi, kéo chậm lại cái tốc độ triển khai. Vâng, hiện giờ ban tổ chức đã hết nhận được hết và giải quyết hết các câu hỏi của mọi người gửi đến cho Cyber Lotus rồi. Hiện giờ còn một câu hỏi của anh Lê Thành Trung gửi cho bạn Phạm Đức Tiến. Đấy là phần mềm đấu thầu chứng info có thể blacklist các nhà thầu có vấn đề hay không? Mời Tiến. Dạ vâng ạ. Tức là ý của câu hỏi này là có phát hiện được các nhà thầu có vấn đề hay không ạ? Không, có blacklist nó giống như một cái chức năng ở trên mua sắm công ấy, tức là cho nhà thầu vào diện cảnh cáo, tức là cấm nhà thầu đấu thầu trong vòng 1-2 năm gì đấy chẳng hạn. Ở trên đấu thầu .info thì không có, còn đấu thầu .net, đấu thầu .net đúng không ạ? Trên đấu thầu .net thì bên em có triển khai cái tính năng đó là đánh giá cái năng lực hồ sơ của nhà thầu ấy. Thì đối với những nhà thầu nào mà họ có cái lịch sử tham gia gói thầu trên đấu thầu .net mà họ yếu kém hoặc là họ bỏ thầu gì đấy chẳng hạn, chứ nó cứ có vấn đề thì cái điểm năng lực của họ sẽ rất là thấp. Thì từ đấy thì chúng ta khi mà bên người thầu chúng ta có tin mua sắm, chúng ta đăng tải lên, chúng ta nhìn những nhà thầu đấy tham gia với cái điểm năng lực thấp như vậy thì chúng ta có thể coi nó là blacklist vậy. Tóm lại là phía đấu thầu .net là không cấm một nhà thầu nào đó tham gia vào hệ thống mà tự các doanh nghiệp là phải đánh giá dựa trên cái thông tin khách quan mà đấu thầu .net cung cấp qua quá trình đấu thầu, lịch sử đấu thầu và hồ sơ năng lực của nhà thầu đúng không? Dạ vâng, đúng rồi. Ok, cảm ơn bạn Tiến. Một câu hỏi nữa dành cho đấu thầu.net, đấy là nếu mà một doanh nghiệp VVSA mà bây giờ chưa có tài khoản trên đấu thầu.net thì làm thế nào để đăng ký? Tiến có thể giới thiệu cái hướng dẫn vắn tắt cái trình tự và thủ tục để đăng ký được không? Dạ vâng, thế thì em chia sẻ màn hình nhé. Được, ok, mời Tiến. Các anh đã thấy màn hình của em rồi đúng không ạ? Ok. Dạ vâng, thì thực ra là các doanh nghiệp hội viên của VVSA sẽ đều được tặng miễn phí gian hàng doanh nghiệp và tài khoản trên đấu thầu .net để tiến hành mời thầu đăng ký mua sắm của mình. Ngoài việc là trực tiếp liên hệ với em thì mọi người có thể đăng ký trước ở trên hệ thống thông qua là việc mọi người sử dụng công cụ đăng ký thông thường thôi. Mọi người chỉ cần đăng ký tài khoản
ở trên website, và sau khi gửi thông báo thì sau khi đăng ký tài khoản xong thì mọi người có thể liên hệ với em hoặc là liên hệ với hotline chuyên viên của đấu đầu .net. Đây, sau khi đăng ký tài khoản ở đây thì mọi người liên hệ và thông báo rằng là mình là doanh nghiệp hội viên của VUSA, thì sau đó thì mọi người sẽ có được một tài khoản được kích hoạt ở trên đấu đầu .net. Tuy nhiên thì sau khi đã kích hoạt rồi thì mọi người sẽ cần phải tiến hành là tạo lập hồ sơ doanh nghiệp của công ty mình và tiến hành xác thực nó. Thì có một cách rất là đơn giản để em sẽ đăng nhập lại vào tài khoản của em. Đây, ví dụ như là khi mà bây giờ là em là một doanh nghiệp của VUSA và em đã được kích hoạt cái tài khoản em đăng nhập vào được rồi, thì mọi người có thể tiến vào phần danh bạ doanh nghiệp trong nước. Mọi người có thể tìm chính thông tin của công ty mình ở trên này. Ví dụ như em tìm thông tin công ty của VNS chẳng hạn. Đường truyền chỗ tiếng có vẻ hơi yếu, cứ mỗi lần kích chuột là âm thanh vâng. Mất. Đây, hoặc là ví dụ như một công ty khác đấy. Em vì công ty VNS này thì đã được xác thực rồi. Giả sử em lấy ví dụ là một công ty, đó là công ty cổ phần nguồn ở Việt Nam, một công ty nào đó. Khi mình click vào thì sẽ có một nút đó là xác nhận là chủ sở hữu. Thì bây giờ khi ví dụ như là anh chị tìm thấy thông tin doanh nghiệp của mình, mọi người click vào đây xác nhận là chủ sở hữu xong, thì đây thì nó sẽ hiện ra cái giao diện đó là chỉnh sửa lại cái thông tin hồ sơ của cái doanh nghiệp đó, và mọi người chỉ cần điền đầy đủ các thông tin, đặc biệt những thông tin có dấu sao và gắn thêm, và sau đó là bấm vào thêm mới. Sau đó sẽ có một nút đó là để gắn thêm cả xác thực thông qua đăng ký kinh doanh. Thì sau khi hoàn thành cái bước xác thực đăng ký kinh doanh đó thì mọi người, cái hồ sơ doanh nghiệp này là đã được xác thực hoàn toàn ở trên hệ thống. Thì mọi người có thể vào quản lý ở phần quản lý hồ sơ doanh nghiệp này. Nó sẽ giống như tương tự là những cái doanh nghiệp em đang sâu ở đây. Ví dụ như là có một doanh nghiệp đó là công ty trách nhiệm hữu hạn về trung tâm nghiên cứu và bảo tồn di sản Tiến sĩ Việt Nam. Cũng đã được xác thực, đã nộp phí, và cái tài khoản này của em thì cũng là cái tài khoản hỗ trợ họ trong việc xác thực, cũng sẽ được quản lý ở đây. Hay ví dụ như là một tài khoản của VinaDesk, thì ví dụ như là công ty iWay hay Netnam hay là FDS thì cũng sẽ tương tự là tạo được ra một cái hồ sơ doanh nghiệp như này và tiến hành là set up cái gian hàng doanh nghiệp của mình, hoặc là có thể bắt đầu là đăng tin mời thầu mua sắm hoặc là tìm các cái gói thầu trên này để tham gia. Dạ vâng, các anh chị có câu hỏi nào, có câu hỏi nào nữa không? Em có một câu hỏi được không? Dạ vâng. Ok, mời em. Vâng, tại vì em thấy cái hệ thống đấu thầu .net này cũng khá là hay, bởi vì nó là nơi giao tiếp giữa nhà thầu và bên mời thầu, đúng không ạ? Thế đúng thì em muốn hỏi một câu, đó là cái việc mà như anh Tiến vừa trình bày đó, là khi mà mình là cái nhà thầu đúng không, hoặc bên mời thầu mình muốn mở tài khoản ở trên đấu thầu .net này, thì cái phần thiết kế mà giống như cái gian hàng của VUSA khi nãy anh Tiến có giới thiệu đấy, thì đúng là thiết kế gian hàng rồi thì trưng kệ trưng bày hoặc là thông tin gì gì đó là doanh nghiệp sẽ phải tự làm, hay là bên VNS sẽ hỗ trợ thiết kế cái phần đó luôn? Cái này thì VNS sẽ hỗ trợ thao tác để các doanh nghiệp tự chỉnh sửa. Tức là ví dụ như những hình ảnh trên đấy, thì hình ảnh của một cái hình ảnh minh họa của một cái sản phẩm ấy, thì đương nhiên là doanh nghiệp, mỗi doanh nghiệp thì sẽ phải tự đăng tải lên rồi. Còn VNS sẽ hỗ trợ hướng dẫn cho việc ví dụ như là làm thế nào để đăng tải lên, làm thế nào để quản lý cái sản phẩm dịch vụ của mình. Còn đâu là có một cái là ví dụ như là đối với cái giao diện này, giao diện cái gian hàng doanh nghiệp này, thì đây sẽ là cái giao diện cơ bản của mọi doanh nghiệp, sẽ đều có ví dụ như là cái thanh menu này sẽ có sẵn, không cần phải sợ là tự thiết kế hay gì cả. Mình, các doanh nghiệp thì sẽ chủ yếu là đăng các cái bài giới thiệu hoặc là đăng thông tin về sản phẩm và dịch vụ, rồi chỉnh sửa lại phần thông tin liên hệ để có thể liên hệ đến khi cần, ví dụ như này. Và có một câu hỏi tiếp theo nữa, đó là lúc nãy cũng có một anh chị nào đó có quan tâm đến vấn đề đánh giá nhà thầu hoặc là bên mời thầu ấy, xem cái mức độ uy tín của họ như thế nào ở trên cái trang này. Thì cái việc mà đánh giá uy tín của bên mời thầu hay nhà thầu ấy, là nó được đánh giá như thế nào, được thẩm định và đánh giá như thế nào? Cái hệ thống đánh giá này thì hiện tại bên em sẽ triển khai trong cái giai đoạn tiếp theo, nó sẽ dự kiến ra mắt trong khoảng một tháng nữa. Còn cụ thể đánh giá như nào thì nó sẽ có rất là nhiều yếu tố, nó sẽ dựa vào cái lịch sử đấu thầu, lịch sử tham gia gói thầu của cái nhà thầu đó. Ví dụ như là
Tại vì thông thường một cái gói thầu nếu mà được đăng tải theo đúng quy trình thì sẽ phải từ dự án rồi từ kế hoạch rồi cho đến thông báo mời thầu, kết quả mở thầu rồi đến khi là lựa chọn nhà thầu, thì nó sẽ nhiều quy trình như vậy. Cho nên là khi mà một nhà thầu họ tham gia, ví dụ như là họ có vấn đề, họ để một cái giá dự thầu gọi là như kiểu phá thầu chẳng hạn, họ để một cái giá rất là vớ vẩn để tham gia gọi là như kiểu spam ấy, thì cũng sẽ bị đánh giá, nó là một cái yếu tố. Ngoài ra sẽ còn nhiều yếu tố khác, ví dụ như là hoặc là một nhà thầu nào mà tham gia khoảng chục gói thầu nhưng mà không trúng gói nào, thì cũng là một cái yếu tố để đưa vào cái điểm đánh giá, cái hệ thống điểm đánh giá sẽ được xây dựng trên thang điểm 10. Thì nó sẽ kết hợp với nhiều yếu tố. Ví dụ như là cái nhà thầu đó mà có nhiều hoạt động tích cực, thường xuyên đăng tải sản phẩm dịch vụ, hoặc là thường xuyên có hoạt động ở trên trang đấu thầu.net thì có được đánh giá uy tín cao lên không? Đó có phải là một tiêu chí đánh giá không ạ? Cái tiêu chí đấy thì hiện tại thì bên em vẫn chưa đưa vào, tại vì thực ra là nó không liên quan nhiều đến cái tỷ lệ, cái năng lực của nhà thầu. Bên em là cái tiêu chí để đánh giá năng lực của nhà thầu cơ. Tại vì thực ra thì cũng có thể có rất nhiều nhà thầu họ có năng lực rất là tốt, nhưng mà cũng chưa chắc là họ đã thường xuyên họ tương tác trên đấu thầu.net. Có thể là khi nào họ cần mới lên thôi. Nhưng mà năng lực của họ có thể là rất là tốt thật, và họ thường xuyên đấu thầu, họ thường xuyên là dễ dàng trúng những cái gói thầu có độ khó cao chẳng hạn. Em thì cho nên là cái yếu tố này. Em nghĩ là đây là một tiêu chí nên đưa vào. Bởi vì sao? Bởi vì là nếu như mà tôi là bên mời thầu đi, tôi đưa ra một cái tin mời thầu mà anh không vào đó thường xuyên, anh không hoạt động tích cực, anh không vào nhận đơn thầu của tôi thì đâu có được gọi là nhà thầu tích cực, và đâu tôi đâu biết anh như thế nào đâu. Những nhà thầu khác vào mời thầu trước anh rồi tôi chọn nhà người ta trước nhà anh thì sao, đúng không ạ? Nên em nghĩ là đó cũng là một cái tiêu chí mình nên xem xét xem có thể đưa vào hay không. Vâng, cái đấy thì chắc là bên em cũng sẽ có thể là nghiên cứu để xem xét để làm sao, nói đó chung là góp làm sao nhỏ của em thôi. Để tạo ra được một cái công cụ đánh giá cái năng lực của nhà thầu sao cho nó chuẩn nhất. Tại vì hiện tại thực tế thì cũng không, chưa có cái hệ thống nào, kể cả hệ thống mua sắm công, hệ thống của nhà nước thì cũng có cái khả năng là đánh giá cái năng lực của nhà thầu cả. Và chủ yếu là sẽ có những cái đơn vị định giá, họ đánh giá riêng, họ có những cái tiêu chí riêng. Thì đấu thầu.net cũng đang là kết hợp với một số đơn vị liên quan đến việc định giá như vậy, đánh giá thế để có được những cái tiêu chí cho nó chuẩn nhất. Cảm ơn anh. Đó là một cái góp ý nhỏ nhặt. Dạ vâng. Có một câu hỏi của anh Toán, Phó Chủ tịch phụ trách hội viên phía Nam. Anh Toán hỏi rằng là mỗi diễn giả vui lòng chia sẻ cái gói dịch vụ doanh nghiệp mà các diễn giả tặng cho các doanh nghiệp Fevosa tính theo năm, và có thể giới thiệu thêm các gói khác mà các doanh nghiệp đang cung cấp, hai doanh nghiệp đang cung cấp không ạ? Mời Cyber Lotus trước ạ. À thôi, mời anh Tiến trước đây. Anh Tiến đang chia sẻ trên màn hình, ta sẽ tiện chia sẻ hơn. Mời anh Tiến ạ. Anh cho biết là cái gói mà tài trợ cho Fevosa trị giá bao nhiêu, và nó là gói nào trong danh sách các cái gói dịch vụ mà đấu thầu.net đang cung cấp ạ? Có thể show bảng giá ra không ạ? Dạ vâng. Đầu tiên thì em đấu thầu.net thì sẽ tặng riêng cho Fevosa, đó là một cái tài khoản gian hàng doanh nghiệp và miễn phí toàn bộ cái đấy. Thì hiện tại thì cái tài khoản gian hàng doanh nghiệp thì sẽ phải đăng ký cái gói B Pro ở đây, thì sẽ có tính năng gian hàng doanh nghiệp. Hiện tại thì giá công bố của nó đang là 29.800.000, và trong tháng 1 này thì nó đang có giá ưu đãi đối với những doanh nghiệp thông thường ấy, đó là giảm chỉ còn 2.980.000. Sẽ được tặng cho Vivosa sử dụng vĩnh viễn. Ngoài ra thì đối với các doanh nghiệp hội viên của Vivosa thì sẽ được tặng cái tính năng gian hàng doanh nghiệp đó ở trong thuộc cái gói B Pro này, và được tặng thêm cả gói A VIP 1 để sử dụng, mọi người sử dụng để đăng tải cái tin mời thầu, tin mua sắm ở trên hệ thống đấu.net. Gói này thì có giá chính thức là 9.900.000 cho một năm, và giá ưu đãi của tháng 12 đến tháng 1 đang là 999.000. là dành cho những cái doanh nghiệp mà không thuộc Vivosa, những doanh nghiệp thông thường thôi. Còn tất cả mọi người trong các doanh nghiệp trong Vivosa đều tặng miễn phí, và bên em sẽ hỗ trợ, là có chuyên viên là hỗ trợ từng doanh nghiệp trong cái việc khởi tạo tài khoản, trong việc đăng tải tin mời thầu, tin mua sắm, hoặc là trong việc set up gian hàng doanh nghiệp, hỗ trợ hết từ A đến Z những cái đó. Ngoài ra thì sẽ có một số dịch vụ khác, những cái gói dịch vụ khác ở đây thì mọi người sẽ được giảm 50%, các doanh nghiệp hội viên Vivosa được giảm 50% khi mà mọi người đăng ký. Chủ yếu thì các dịch vụ ở trên đấu thầu.net nó sẽ chia làm hai dạng, đó là dịch vụ dành cho nhà thầu và dịch vụ dành cho bên mời thầu.
dịch vụ dành cho nhà thầu thì sẽ giúp mọi người là săn những cái thông tin về thông tin thầu, về dự án, về kế hoạch hay về thông báo mời thầu. Nó được chia ra làm các gói là BVOF, BVIP 1, BVIP 2 và BVIP Pro. Thì mọi người sẽ được giảm 50% khi mà đăng ký một trong các cái gói dịch vụ này. Hệ thống gói dịch vụ thứ hai đó là về tài khoản trên sàn đấu thầu.net để tiến hành mời thầu, tài khoản để tiến hành mời thầu. Thì mọi người đã được tặng cái dịch vụ AVIP 1 rồi. Được tặng cái dịch vụ AVIP 1 rồi. Và nếu mà mọi người có nhu cầu để nâng lên A Pro 1 hay A Pro 2 thì sẽ được giảm 50%. Chủ yếu thì các cái gói cao hơn này nó sẽ được nâng lên cái giới hạn khi mà dung lượng mình đăng tải file này, hoặc là dung lượng không hạn chế số lượng gói thầu, hoặc là có thêm nhiều tính năng khác. Ngoài ra thì đấu thầu.net cũng sẽ có một cái mô hình thứ ba, đó là mô hình site cloud để tiến hành mời thầu, nhưng mà không phải thông qua tài khoản để đăng trên đấu thầu.net nữa, mà là doanh nghiệp sẽ có được một cái website riêng để tiến hành mời thầu tất cả các gói của mình. Thường nó sẽ dành cho những cái tập đoàn lớn mà thường xuyên mời, có số lượng gọi mời thầu trong năm rất là nhiều. Thì giá ưu đãi của cái mô hình site cloud này đang có 3 gói với mức tương ứng là từ 100 triệu, 150 triệu, 200 triệu. Thì các doanh nghiệp đi vô xa nếu mà có muốn tham gia, muốn đăng ký gói này cũng sẽ được giảm 50%. Vâng, em xin hết. Xin rồi, mời Cyber Lotus ạ. Mời Cyber Lotus có thể cung cấp thêm thông tin cho anh Toán cho câu hỏi vừa rồi được không? Dạ vâng ạ. Thế để cung cấp thêm thông tin về chính sách giá bán đối với CyberSite thì em xin phép được show màn hình. Đây là website CyberSite. Anh chị quan tâm có thể vào để tham khảo thông tin ạ. Thì em xin phép vào phần bảng giá. Bảng giá thì chúng em chia ra là có 3 loại, đó là các gói dịch vụ chính này, các gói dịch vụ bổ sung và dịch vụ liên quan. Thì đối với các gói dịch vụ chính thì chúng em hiện tại thì vẫn đang hỗ trợ trải nghiệm miễn phí cho doanh nghiệp với gói free. Và gói free này thì có chia theo mức user này, số lượng quy trình, số lượng văn bản và dung lượng lưu trữ. Đối với gói tặng cho các doanh nghiệp Pifosa, trong câu lạc bộ Pifosa thì chúng em đang thân tặng các anh chị gói starter. Gói này thì hầu hết là phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thì các anh chị có thể bắt đầu trải nghiệm ngay được luôn với 50 user và 5 quy trình, cũng như là 700 văn bản tài liệu và 2GB dung lượng lưu trữ. Đó, ngoài ra thì chúng em có thêm các gói basic, advanced và premium cho đến mức giá lên tới 80 triệu đồng. Thì cái chỗ này sẽ không giới hạn user sử dụng và có được phép là sử dụng 10.000 quy trình và 40.000 văn bản, cũng như là 50GB lưu trữ dung lượng. Đó, thì đó là cái tính năng cũng như là cái mức giá của CyberSite. Ngoài ra thì chúng em có các gói dịch vụ bổ sung, bởi vì là chính sách giá thì đang tính theo số lượng user này, số lượng quy trình, số lượng văn bản tài liệu và dung lượng lưu trữ. Vậy nên là trong quá trình các anh chị sử dụng, ban đầu có thể là các anh chị sử dụng gói thấp thôi, thậm chí là gói free. Sau đó thì mình có mong muốn gia tăng thêm số lượng văn bản tài liệu, hoặc muốn tăng thêm số lượng người dùng hay quy trình chẳng hạn, thì mình có thể mua thêm các gói dịch vụ bổ sung. Mức giá nó chỉ từ 100.000 thôi ạ. Nó rất là rẻ, từ 100.000 thôi. Và mình mua thêm dung lượng lưu trữ, mua thêm văn bản tài liệu, trình ký. Thì mình mua thêm gói dịch vụ bổ sung. Ngoài ra thì có gói dịch vụ liên quan, đó là chính là cái chữ ký số HZM ấy ạ. Chữ ký số HZM thì tính năng ký của nó thì thậm chí là nhanh hơn, tốc độ ký nhanh hơn cả chữ ký số USB token mà bình thường các anh chị vẫn đang sử dụng để khai thuế hay bảo hiểm đấy ạ. Đó, thì mà giá nó lại chỉ bằng 1/3 thôi, bằng đúng 1/3 đấy ạ. Ví dụ như chữ ký số token bây giờ gói 3 năm nó là 3,1 triệu chẳng hạn, tầm 3,1 triệu gì đó, thì HZM nó chỉ là 1,3 triệu thôi. Đó. Và mức gói có thể là từ 6 tháng, trải nghiệm 6 tháng, chỉ có giá là 429.000. Đó là một số cái dịch vụ liên quan. Và cái gói dịch vụ CyberSite thì không giới hạn số năm sử dụng ạ. Anh chị có thể mua một gói và sử dụng bao nhiêu lâu, tùy theo cái tần suất sử dụng, cái mức độ sử dụng và nhu cầu sử dụng thực tế của doanh nghiệp. Thì cái này nó không giới hạn thời gian, nó chỉ giới hạn về số lượng user, số lượng quy trình, số lượng văn bản và dung lượng lưu trữ thôi. Đó là những cái gói dịch vụ rất cơ bản. Và cái này thì đối với mấy gói, ba gói ban đầu thì chúng em ưu tiên cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hiện tại thì đối với những doanh nghiệp mà sử dụng gói dịch vụ của CyberSite, gói trả phí thì là chúng em có chính sách ưu đãi, đó là tặng miễn phí 3 tháng sử dụng chữ ký số HZM đấy ạ.
Đó là một cái, một trong số những cái ưu đãi dành cho doanh nghiệp. Và ví dụ như là doanh nghiệp mới chẳng hạn, doanh nghiệp mới thì hiện tại chúng em cũng đang hỗ trợ rất là nhiều đối với doanh nghiệp mới. Doanh nghiệp mới thì đang có chính sách ưu đãi lên tới 50% cho doanh nghiệp mới thành lập năm 2022. Đó là một số những cái thông tin liên quan đến chính sách giá cũng như là chính sách ưu đãi mà Summerside đang triển khai đối với khách hàng. Đối với đối tác thì chúng em sẽ có chính sách dành cho đối tác riêng, và nếu như anh chị có quan tâm thì có thể liên hệ với em hoặc là anh Hưng để được cung cấp thêm thông tin về chính sách đối tác. Dạ vâng, cảm ơn bạn Theo. Chúng tôi còn rất nhiều câu hỏi khác ngày hôm nay, rất là nhiều, chắc là do tặng quà nhiều quá cho nên là rất nhiều doanh nghiệp hội viên gửi câu hỏi đến. Hiện giờ tôi đâu đó còn khoảng tầm 5 câu hỏi nữa, nhưng mà vì thời lượng chương trình có hạn, hiện giờ đã là 9:50 rồi. Tôi sẽ dành một câu hỏi cuối cùng của anh Vũ Thế Bình, Tổng Giám đốc Netlam có gửi dành cho đấu thầu .net thôi. Còn đâu các câu hỏi khác có thể nêu sơ bộ là một số doanh nghiệp quan tâm đến chương trình đại lý, một số doanh nghiệp thì quan tâm đến cái việc là ứng dụng hoặc là các tài liệu giới thiệu và ra làm sao. Thì những cái nội dung này chắc là chúng ta sẽ trao đổi ở trên chat, kênh chat của Vivosa. Câu hỏi cuối cùng, mời anh Phạm Đức Tiến có thể trả lời câu hỏi cho anh Vũ Thế Bình, Tổng Giám đốc Netlam. Anh Bình hỏi rằng là đấu thầu .net có kế hoạch tích hợp với mạng đấu thầu quốc gia để đồng bộ thông tin các nhà thầu không ạ? Hay là đã tích hợp rồi hay như thế nào? Mời Tiến chia sẻ. Dạ vâng ạ, em xin phép trả lời câu hỏi này của anh Bình. Hiện tại thì nếu mà chuẩn thì không phải là đấu thầu .net sẽ không có kế hoạch để tích hợp với mạng đấu thầu quốc gia. Tuy nhiên thì dữ liệu từ mạng đấu thầu quốc gia thì dữ liệu và thông tin của mạng đấu thầu quốc gia thì đã được tích hợp rồi. Cụ thể đó là thông tin về danh sách các nhà thầu và toàn bộ thông tin về lịch sử đấu thầu của họ. Nói chung là tất cả những cái dữ liệu và thông tin công khai về đấu thầu trên hệ thống mạng đấu quốc gia đã được phần mềm phân tích thông tin thầu đấu thầu trên info phân tích và xử lý thì sẽ đều được đưa sang kết nối và tích hợp với đấu thầu .net. Ví dụ như là khi vào danh bạ doanh nghiệp ở trên đấu thầu .net để tìm một doanh nghiệp chẳng hạn, thì ngoài những cái thông tin có thể show cái màn hình ra để cho mọi người xem được. Dạ vâng. Em quên mất. Dạ đây ạ, mọi người thấy màn hình em rồi chưa ạ? Ok. Dạ vâng. Ví dụ như khi vào một hồ sơ doanh nghiệp ở trên đấu thầu .net, đây là những cái thông tin rất là cơ bản về doanh nghiệp, nó sẽ là những cái thông tin về đăng ký trên cổng thông tin quốc gia. Thì mọi người có thể thấy được là có một phần nữa là hồ sơ nhà thầu trên một sấm công. Khi click vào đây thì sẽ được tự động chuyển sang hệ thống của đấu thầu .info. Nó sẽ show ra cái thông tin về cái doanh nghiệp này khi mà họ đăng ký là nhà thầu ở trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, với toàn bộ những cái phân tích về lịch sử đấu thầu của họ, ví dụ như là về kết quả phân tích dữ liệu, về việc là đã tham gia bao nhiêu gói thầu, đã trúng bao nhiêu và trượt bao nhiêu, và có cả biểu đồ để mô tả việc tổng quan với việc trúng thầu hay là chưa. Ngoài ra thì cũng sẽ có thông tin liên kết lại ngược bên đấu thầu .net, đó là cái công ty này đã từng đăng tải những cái dự án tư nhân nào rồi, và cũng thể xem chi tiết danh sách các gói thầu đã tham gia, hay là danh sách bên mời thầu mà nhà thầu này đã từng tham dự thầu. Đối với tất cả các doanh nghiệp khác thì đều như vậy, cho nên là về mặt hiện tại thì nó đã được tích hợp cái dữ liệu và thông tin này rồi. Khi mà một doanh nghiệp họ muốn đăng cái thông báo mời thầu của họ ở trên đấu thầu .net để họ có nhu cầu mua sắm ấy, thì cái hệ thống của đấu thầu .net là đã trong cái việc mà matching và tìm kiếm dữ liệu để tích hợp, tìm những cái nhà thầu nào phù hợp về cái thông báo mời thầu đó, thì cũng đã quét và matching, quét cả trên đấu thầu .info gồm cả những dữ liệu này rồi, nên là về cơ bản nó đã được tích hợp rồi ạ. Anh đang tắt mic anh Hùng ơi. Ok, cảm ơn câu trả lời của Tiến. Về cơ bản thì các doanh nghiệp thành viên Fibosa cũng đã rất quan tâm đến các dịch vụ của Cyberside cũng như của đấu thầu .net, cho nên là chúng ta còn rất là nhiều câu hỏi. Thì vì chương trình, thời lượng chương trình có hạn, cho nên là ban tổ chức xin phép chúng ta sẽ kết thúc cái phần hỏi đáp ở đây. Và nếu các anh chị còn các câu hỏi quan tâm đến các dịch vụ của Cyber Lotus, của đấu thầu .net, thì chúng ta có thể tiếp tục giao lưu trên các kênh chat, trên các cái kênh liên lạc khác của Vivosa, trên mailing list của doanh nghiệp Vivosa. Chúng ta có thể trao đổi thêm thông tin. Và chương trình kết nối giao thương ngày hôm nay của chúng ta xin được phép kết thúc ở đây.
Cảm ơn Cyber Lotus, cảm ơn Vinades, cảm ơn tất cả các doanh nghiệp hội viên và cảm ơn Chủ tịch đã có mặt ở ngày hôm nay để chúng ta cùng thực hiện một cái buổi giao lưu hết sức là ý nghĩa và cung cấp rất là nhiều thông tin cho các doanh nghiệp thành viên. Và đây là buổi giao lưu thứ 3 nhưng cũng là buổi giao lưu kỷ lục về mặt thời gian, cho nên là chúng tôi sẽ không kéo dài thêm thời gian nữa. Chúc các anh chị một buổi tối vui vẻ và hẹn gặp lại các anh chị vào ngày 14 tháng 1 là ngày sinh nhật 15 Vivosa, tổ chức lúc 16 giờ cho đến 19 giờ. Vâng, rất hy vọng các anh chị sẽ có mặt đầy đủ để cùng chúng ta cùng chia sẻ, cùng kết nối, cùng tìm lại cái hành trình 15 của Vivosa để xem là chúng ta đã làm được gì, chưa làm được gì, và cùng bàn luận về cái việc là thế thì 15 tiếp chúng ta sẽ làm gì. Vâng, cảm ơn và hẹn gặp lại các anh chị. Chủ tịch cũng muốn nói thêm vài lời phát biểu dặn dò các doanh nghiệp hội viên hoặc là gửi gắm thêm thông tin gì nhân dịp kỷ niệm 15 trong tổ chức trong 2 ngày tới không ạ? Thì trong 2 ngày tới thì hôm đó sẽ nói, chứ hôm đó thì hôm nay thì chỉ nói đơn giản này thôi, tức là theo cái chủ trương của thường vụ với Vosa thì là cái hoạt động giao lưu này là không phải là tức là chúng ta làm để cho nó được cái vào cái dịp 10 năm này, nhưng mà không phải là chúng ta dừng ở đây. Đấy, thế thì sau khi mà cái sinh nhật đấy thì mọi người vẫn còn theo cái đăng ký, nếu mà mọi người các doanh nghiệp tôi nghĩ rằng là cái hoạt động như thế này nó rất là bổ ích, bởi vì hiện nay thì hôm nay thì mới được có 20, lúc cao điểm nhất là có 21 kết nối thôi. Đấy, thế nhưng mà khi mà chúng ta làm này được vài lần ấy thì anh em sẽ cảm thấy rằng là thông tin mà cung cấp ở trên những cái này là thú vị, và như là tôi thấy là theo dõi có 3 cái buổi gần đây thì mình thấy là thông tin trên này là hay, cũng có nhiều điều mà mình cũng không biết. Đấy, thì chắc là các doanh nghiệp là sẽ quan tâm, thì chúng ta kiên trì. Thì nếu mà mọi người mà có, nếu mà các doanh nghiệp mà vẫn còn có nhu cầu thì chúng ta vẫn có thể tiếp tục. Ví dụ chẳng hạn như là doanh nghiệp đã có trình bày rồi, nhưng bây giờ em còn muốn, em thích buổi nữa thì đăng ký tiếp buổi nữa, không sao cả. Bởi vì là cứ miễn là có người nghe là em nói. Đấy, thì tôi muốn nhắn nhủ với lại các cái doanh nghiệp như thế, và cũng nhờ anh Hùng là trưởng trò ở đây thì cũng đưa lại cái thông điệp đấy để cho mọi người coi như thế là phấn khởi đăng ký tiếp. Ví dụ anh Tuấn là hình như là còn muốn làm 2-3 buổi nữa cơ. Đấy. Dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn Chủ tịch ạ. Em nhận lời host chương trình này nhân dịp kỷ niệm 15 thành lập Vivosa thì cũng rất hy vọng là sẽ đi hết lượt các doanh nghiệp hội viên Vivosa, để sau khi kết thúc cái chuỗi chương trình này, chúng ta sẽ có một cái cuốn kỷ yếu số dành cho các doanh nghiệp Vivosa. Chúng ta có thể show với các doanh nghiệp hội viên khác là làm thành một cái chuỗi các cái bài giới thiệu về doanh nghiệp hội viên rất là hay, và chúng ta sau đó thì các doanh nghiệp hội viên mới có thể vào đấy tìm hiểu để xem các doanh nghiệp hội viên cũ chúng ta làm gì và chúng ta có thể kết nối gì trong kinh doanh với nhau. Vâng, cảm ơn Chủ tịch ạ. Cảm ơn các anh chị đã tham gia chương trình ngày hôm nay, và hy vọng rằng các buổi sau chúng ta sẽ có mặt đông đủ hơn, và các anh chị có thể giúp ban tổ chức bằng cách chia sẻ những thông tin này, chia sẻ thông tin về chương trình để kết nối không chỉ những doanh nghiệp hội viên Vivosa mà chúng ta có thể kết nối thương mại với những doanh nghiệp khác và mời các doanh nghiệp đấy tham gia ở Vivosa, đúng không ạ? Họ hiểu hơn về cái hoạt động của Vivosa, họ có thể là tham gia, chúng ta có thể kéo thêm hội viên vào Vivosa. Và một lần nữa cảm ơn các anh chị và hẹn gặp lại các anh chị trong chương trình lần sau. Cảm ơn MC. Cảm ơn các anh chị. Cảm ơn anh Hùng ạ. Cảm ơn các anh chị. Chào các anh chị ạ. Cảm ơn các anh chị. Chào đẹp quá.